chương 3640, học viện đế đô. Còn có mạc quốc hào nữa, lại có thể không chạy ra được, Lăng Hàn lắc đầu, cảm giác đáng tiếc, nói tóm lại, lần này hổ cứ thành thực sự thảm. Tổng cộng hơn 40 vạn nhân khẩu, người có khả năng sống sót trốn đi ra, lại chỉ có trăm người. Chuyện này tất nhiên kinh động triều đình và bách tính, gây ra chấn động cực lớn. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng, chắc đã điều tra ra được chuyện này có liên quan tới thế lực thần bí. Được rồi, tạm thời đặt tiêu điểm ở trên người mình lăng hàn vẫn luôn nghĩ tại sao mình vẫn không thể đột phá hoán huyết cảnh hắn dần dần có manh mối đổi lại là người bình thường đừng nói là hơn một tháng chính là mười năm năm thật ra cũng không cần suốt ruột bởi vì từ thông mạch đến hoán huyết bước này muốn vượt qua vốn chính là khó như lên trời nhưng yêu cầu của lăng hàn đối với mình rất cao cũng có khát vọng mãnh liệt đối với thực lực mấy ngày qua hắn không có tu luyện mà là đang trầm tư suy nghĩ hắn suy nghĩ sở dĩ mình chậm chạp không đột phá, không phải là bởi vì ngộ tính không đủ, mà là khí lực của hắn không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì có mấy lần hắn rõ ràng là có thể bước ra một bước kia, lại bởi vì trong lòng e ngại nào đó nên ngừng lại. Ta theo đuổi là mạnh nhất, cho nên, khi trong lòng ta cho rằng mình còn có chút tỉ vết, ở trên đột phá trước mắt như vậy, lại sẽ biến thành tâm ma, ngăn cản mình bước ra bước này. Mà muốn tiêu diệt tâm ma, chỉ có một biện pháp. Khiến cho mình trở nên hoàn mỹ, ta phải tăng thể phách lên. Lăng Hàn mở lại nghiên cứu đối với bất diệt thiên kinh. Trước kia hắn đã có chút manh mối, sau khi lại trải qua cân nhắc tinh tế, hắn đã có một ý nghĩ hoàn thiện. Luyện thể, cần phải có rất nhiều nguyên liệu, ta điều chế ra một loại thuốc tắm, có thể nâng cao cường độ của da, cơ bắp và xương cốt. Hắn lập tức xuất động, đi tới tiệm thuốc mua nguyên liệu. Đây là dược liệu hắn lấy bất diệt thiên kinh kết hợp điều phối ra. Có mấy vị thuốc đắt dọa người, một hai loại là 10 vạn tiền huyền bắc tuy rằng sau đó Lăng Hàn kiếm được chút tiền, lại không đủ để mua mấy thứ đó. Vẫn phải tiếp tục kiếm tiền, Lăng Hàn mua mấy nguyên liệu, lại sử dụng gần hết tiền. Điều này khiến cho hắn lắc đầu, luôn cảm giác mình thật nghèo. Hắn trở lại khách sạn, bắt đầu điều phối nguyên liệu thuốc tắm. Cái này không cần chế luyện, chỉ cần cố gắng nấu là được. Nhưng thời gian trái lại lâu hơn, hơn 4 giờ, mới nấu ra một nồi đen xì, mùi cũng cực kỳ khói ngửi. Lăng Hàn rót nồi thuốc vào bên trong bồn tắm lớn hắn cũng không chờ thuốc lạnh, lập tức lại ngồi xuống. Cái này càng nóng, hiệu quả ngâm thể lại càng tốt. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh bản cải tiến, hấp thu năng lượng trong thuốc tắm, cường hóa lớp da. Máu thịt còn không được, đó là chuyện sau này. Theo hắn không ngừng hấp thu tinh hoa trong thuốc tắm, thủy dịch cũng từ màu đen như mực ban đầu, trở nên càng lúc càng xanh. Sau gần 3 giờ, liền chỉ còn lại có màu xám nhạt. Mùi gai mũi khó ngửi cũng hoàn toàn biến mất, da trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Lăng Hàn gật đầu, hắn sử dụng một cây tiểu đao nhẹ nhàng rạch một cái ở trên da. Nhưng lớp da chỉ là hơi lõm xuống, cũng không bị rách đi. Mãi đến khi hắn dùng lực đâm một cái, mũi đao mới tiến vào. Có một chút máu xuất hiện, lần đầu tiên luyện thể hiệu quả là tốt nhất, bởi vì gần như là bắt đầu từ con số 0, nâng cao đương nhiên lớn. Đáng tiếc, đan dược bình thường không thể kết hợp để ăn. Ngâm thể cũng giống như vậy, bởi vì cặn thuốc sẽ thẩm thấu đến trong da, cần một khoảng thời gian để tự nhiên tống ra. điều này so với uống thuốc lại cần một khoảng thời gian dài. giống như bí lực đan mỗi ngày đều có thể ăn một viên, nhưng thuốc tắm ba ngày mới có khả năng tiến hành một lần. trừ khi có thiên tài địa bảo hoàn toàn không có tác dụng phụ mới có thể liên tục không ngừng sử dụng. lang hàn thở dài, đừng có nghĩ loạn nữa. thành thật luyện đan kiếm tiền, cho dù ba ngày có khả năng tiến hành một lần tắm thuốc nhưng nguyên liệu trong tay hắn cũng không thể chống đỡ hắn sử dụng thêm được mấy lần thiếu gia thiếu gia hoán tuyết vội vàng chạy vào đương nhiên trong ngực của nàng khẳng định vẫn ôm con heo háo sắc thế nào lang hàn hỏi hắn đã dặn hoán tuyết bình thường đi ở trong thành nhiều một chút thám thính một chút tin tức thiếu gia xem hoán tuyết đưa qua một tờ giấy lang hàn tiếp nhận vừa nhìn trên đó viết ngay hôm nay học viên đế đô bắt đầu tiếp nhận báo danh mười ngày sau này sẽ lại tiến hành tuyển chọn học viện đế đô đây là cái quỷ gì vậy thiếu ra học viện đế đô lại là học viện lợi hại nhất trong cả huyền bắc quốc tiểu thị nữ hiển nhiên đã nghe ngóng thông tin kỹ càng nàng giải thích trước đây học viện đế đô chỉ tuyển nhận học viên quý tộc lần này là lần đầu tiên ngoại lệ chiêu sinh với bên ngoài còn nữa sàng lọc là tiến vào một tòa trận pháp cổ tìm kiếm hồng vân thạch đây là thánh vật luyện thể vô cùng chân quý có người nói đây là ý tứ của thánh hoàng sau đó ngài còn có thể đi học viện tự mình chỉ đạo. Ừ, Hồng Vân Thạch, thuốc tiên luyện thể, ánh mắt lang hàn lập tức sáng lên, thực sự thiếu cái gì tới cái đó sao? Hắn mở quang não ra, tìm kiếm tài liệu liên quan tới Hồng Vân Thạch. Đây đúng là thánh vật luyện thể, cũng không cần làm thuốc, chỉ cần áp lên trên da thịt, lực lượng thần bí trong tảng đá sẽ tự động tiến vào thân thể, cường hóa tế bào sức sống, đạt được hiệu quả luyện thể. Có người nói, Kim Cương Đại soái một trong bốn đại nguyên soái hắn chính là ở thời điểm ban đầu khi thiên địa biến hóa kịch liệt nhận được một khối hồng vân thạch cao bằng một người hắn mỗi ngày ngủ ở phía trên cuối cùng tu ra thể phách vô địch chỉ có điều cơ duyên như vậy thuộc loại ở biến hóa kịch liệt ban đầu bây giờ còn muốn tìm được hồng vân thạch xác suất lại cực thấp hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm lang hàn lộ ra vẻ vui mừng nếu như có thể nhận được đủ hồng vân thạch vậy hắn có thể hoàn thành bước đầu luyện thể trùng kích hoán huyết cảnh thuộc tính may mắn của hắn phát huy sao đi ghi danh, hắn lập tức dẫn theo hoán tuyết xuất phát. Sau khi ra khỏi khách sạn, hắn trực tiếp gọi một chiếc xe, bớt phải dùng sức. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới học viện đế đô. Toàn bộ đế đô hiện lên một hình rồng dương nanh múa vuốt. Học viện đế đô, đúng lúc ở chân phải phía trước lên. Trường 3641, sàng lọc bắt đầu. Học viện rất lớn, lấy tường trắng vây lại, có thể nhìn thấy rõ ràng có trận pháp ánh sáng chấp động. Điều này có nghĩa là, xông vào, đừng nói không xông vào được rất có khả năng ngược lại đưa tiễn tính mạng của mình lang hàn xuống xe hắn không khỏi nhe răng ở đây thật đúng là người người tấp nập lần đầu tiên học viện đế đô mở ra về phía toàn dân nhất thời dẫn phát cao trào báo danh phải biết rằng thánh hoàng bệ hạ cũng sẽ thỉnh thoảng tới học viện giảng bài có thể nhìn thấy thánh hoàng bệ hạ điều này đối với mỗi người đều là một loại khích lệ cực lớn nhất là ở đế đô trình độ sùng bái đối với thánh thượng hiện nay đã đạt đến mức cuồng nhiệt cũng đã lấy danh xưng thánh hoàng, mà không phải xưng là thánh thượng. Thành thật xếp hàng, thật may, dưới chân thiên tử, không có người nào dám làm loạn, không tuân thủ trật tự. Hơn nữa, con cháu quyền quý cũng không cần cơ hội lần này. Học viện đế đô vốn chính là mở ra đối với bọn họ. Lăng Hàn xếp hàng gần 3 giờ, lúc này mới đến lượt hắn và hoán tuyết. Ấn vân tay xuống, người chịu trách nhiệm ghi báo danh nhìn về phía Lăng Hàn gật đầu. Lăng Hàn ấn ngón tay cái ở trên một tấm kính dày. Ngay lập tức, tin tức thân phận của hắn lại hiện lên ở trên quang não. a à, ngươi là người sống sót ở Hồ Cứ Thành, người chịu trách nhiệm này kinh ngạc nói. Lăng Hàn gật đầu, 18 tuổi, Tu Vi là 12 mạch, người kia đọc lấy tin tức, hắn rất nhanh lại làm xong công tác, nói. Được rồi, 10 ngày sau tới tham gia sàng lọc, Lăng Hàn gật đầu, đổi cho hoán tuyết đi lên. 19 tuổi, Tu Vi là 11 mạch, người kia làm công tác của mình. a à, nàng cũng là người của Hồ Cứ Thành sao? Rất nhanh, Hoán Tuyết cũng báo danh hoàn thành, báo danh này cũng có điều kiện hạn chế, phải ở dưới 30 tuổi, hơn nữa tu vi ít nhất phải là 10 mạch, chỉ có điều, nếu như là hoán huyết cảnh, vậy có thể không cần tham gia sàng lọc, trực tiếp trở thành đệ tử của học viện. Không biết Liên Kỳ chủ có tới hay không, lấy tuổi tác và tu vi của nàng, chắc hẳn có thể trực tiếp tiến vào học viện. Chỉ có điều, cứ như vậy thì không thể đi tranh đoạt Hồng Vân Thạch. Lăng Hàn và Hoán Tuyết rời khỏi đó, trở lại khách sạn sau khi tôn kiếm phương trở về lăng hàn nói ra chuyện mình muốn đi vào học viện đế đô vị lão tông chủ này liền biểu thị hắn cũng sắp tìm được công việc qua một khoảng thời gian nữa hắn lại dự định ra khỏi khách sạn mấy ngày kế tiếp lăng hàn mỗi ngày đều luyện đan cũng không thể rơi vào tình trạng miệng ăn núi lở mặt khác cứ ba ngày luyện thể một lần khí lực của hắn đang vững bước tăng lên bất diệt thiên kinh có một đặc tính đó chính là hiệu quả luyện thể thật ra sẽ bị cảnh giới hạn chế Phần lớn công pháp đều như vậy, bởi vậy, chỉ cần luyện đến tê không thể tiến thêm, vậy nói rõ đã đạt tới cực hạn của thông mạch cảnh, Lăng Hàn có thể đánh tan tâm ma, trùng kích hoán huyết cảnh. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, trong tay Lăng Hàn cũng có thêm một đống lớn đan dược. Hắn tính chờ sau khi cuộc sàng lọc kết thúc, sẽ đi tới tiệm thuốc bán. Hắn dẫn theo tiểu thị nữ lại đi tới học viện Đế Đô, ấn vân tay tiến vào học viện. Sau đó bọn họ cùng vô số người tập trung đến trên quảng trường ở đây ít nhất cũng phải có 5, 6 vạn người, liếc mắt nhìn sang, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là đầu người. Nghe nói, lần này sàng lọc chỉ lấy ra 100 người. Cái gì? Mới 100 thôi sao? 100 ít như vậy sao? Chúng ta ở đây chỉ ít mấy vạn người, đó chính là trong mấy trăm người mới có khả năng lấy ra một người. Lúc báo danh đã sàng lọc rất nhiều người, nếu không người sẽ càng nhiều hơn, thật là khó, cũng không nhất định, ta nghe nói lần này sàng lọc chính là tìm kiếm Hồng Vân Thạch đến lúc đó một trăm người tìm được hồng vân thạch tối đa trực tiếp giành được phần thắng cho nên ngươi nếu như tìm được một khối hồng vân thạch lập tức trốn đi mãi đến khi sàng lọc kết thúc nói không chừng lại có thể thắng được ha ha ta nếu có thể thu được một khối hồng vân thạch nói vậy cho dù không tiến vào học viện cũng đáng tất cả mọi người đều nói về chuyện sàng lọc lần này lang hàn không cần tận lực hỏi thăm cũng có thể hiểu rõ ràng hắn ngáp một cái có vẻ rất không có tinh thần chỉ lấy chiến lực mà nói, ngay cả cường giả ngũ biến cũng bị hắn chém rơi. Ở trong thông mạch cảnh, hắn còn có đối thủ sao? Dĩ nhiên, giết chết được hồ sán cũng bởi vì điều kiện khác. Nhưng chiến lực của hắn chỉ ít cũng có thể địch nổi tư biến. Về điểm ấy không hề nghi ngờ, cho nên, hắn thật sự được không nâng cao nổi tinh thần, chỉ thuần túy là đi khi dễ người. Đột nhiên, đoàn người phía trên xôn xao, chuyện gì xảy ra vậy? Bên cạnh có người hỏi, Hồng Thiên Lượng tới có người trả lời người nào là hồng thiên lượng vậy lại có người hỏi ngu ngốc đế đâu còn có mấy hồng thiên lượng đương nhiên là đệ đệ của người kia a à, a à, hồng thiên lượng còn cần tới tham gia sàng lọc sao đúng vậy hắn lại là thứ tôn của hồng thái sư có thể trực tiếp tiến vào học viện người không hiểu gì cả người ta là tới vì hồng vân thạch nếu không khẳng định đã đột phá hoán huyết cảnh kết thúc kết thúc rồi vậy là lại muốn ít đi một người nói thừa Tuy rằng Hồng Thiên Lượng không là một yêu nghiệt, nhưng có người nói, hắn đã thông tất cả ẩn mạch trong cơ thể, chính là vì lấy Hồng Vân Thạch luyện thể, lại trùng kích hoán huyết cảnh. Nói cách khác, cho dù lần này hắn thất bại, đợi bước vào hoán huyết cảnh cũng có thể tiến vào học viện sao? Đó là dĩ nhiên, hơn nữa, lấy quyền thế của Hồng Thái Sư chẳng lẽ còn không thể đưa Hồng Thiên Lượng vào học viện sao? Không nói gì khác, lại chỉ riêng hắn là đệ đệ của người kia, tiến vào học viện tất nhiên cũng là chuyện dễ dàng. Ai, Mạng của hắn thật là tốt, mọi người cảm khái không thôi, cùng là những người khoảng chừng 20 tuổi, nhưng tranh lệch lại giống như giữa trời cùng đất. Lam Hàn cũng có chút ngạc nhiên, đế đô quả nhiên cũng có người đã đả thông tám mạch kỳ kinh. Hơn nữa nghe ý tứ lời nói của những người kia, ca ca của Hồng Thiên Lượng hình như càng lợi hại hơn. Giống như các sao vây quanh mặt trăng sáng, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ phía xa đi tới. Chỉ cần hắn đi tới gần, đám người phía trước mặt sẽ tự mình nhường ra một lối đi chương 3642, thiếu niên lông Giải một Hồng thiên lượng, một người thanh niên vô cùng anh Tuấn, nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại, không để bất kỳ kẻ nào vào mắt. Không ai không phục hắn, chỉ riêng việc hắn là tôn tử của Hồng Thái Sư, ai lại dám trêu chọc hắn. Mấu chốt là, hắn còn có một ca ca yêu nghiệt vô cùng. Ngay cả Thánh Hoàng cũng phải tặc lưỡi tán thưởng, chính miệng bình ra bốn chữ kỳ tài ngút trời. Hồng Thiên Lượng bước từng bước, đi thẳng tới đội ngũ phía trước mới dừng lại hắn đứng một mình, dường như xem thường làm bạn cùng bất kỳ kẻ nào. Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, lại không có chuyện chấn động gì phát sinh. Đến chừng 10 giờ sáng, học viện có một người người chịu trách nhiệm đi ra, tuyên bố chi tiết về sàng lọc lần này. Tình huống căn bản chính là giống như những người trước đó bàn luận. Thời gian lại là 10 ngày. 10 ngày này, ăn, ở đều phải tiến hành ở bên trong đại trận. Trong lúc ở tại chỗ này, cho phép các học viên phát sinh chiến đấu với nhau. Người thắng có thể cướp đoạt hồng vân thạch của người thua, nhưng không thể cố ý đả thương người, càng không thể dẫn đến tử vong. Bằng không không chỉ sẽ mất đi tư cách tiến vào học viện, hơn nữa còn phải bị luật pháp của đế quốc trừng phạt nghiêm khắc. Được rồi, bắt đầu đi. Đại trận mở ra, một cánh cửa xuất hiện, chấp động ánh sáng nhạt. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Thật là nhiều người đều ôm dự định cướp được một khối hồng vân thạch sau đó trốn 10 ngày. Bởi vậy sau khi vừa vọt vào, bọn họ lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng biến mất ở phía xa. Thời điểm Lăng Hàn tiến vào trong trận, đã là chuyện 10 phút sau đó. Hắn đánh giá, học viện đế đồ ở vào chỗ tay trái của hình con rồng, lại ra bên ngoài, đó chính là núi cao trùng điệp. Bởi vậy, đại trận này cũng ở trong núi. Hắn liếc mắt nhìn sang, giống như tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Muốn ở chỗ này tìm được một khối hồng vân thạch nho nhỏ. Sẽ phải có gợi ý gì đó. Lăng Hàn nghĩ, bằng không cho dù có 6-7 vạn người, cho dù có 10 ngày, khả năng cũng chỉ có mấy người tìm được hồng vân thạch hắn cũng không có dự định tự mình đi tìm hồng vân thạch mà là đã sớm chuẩn bị xong tâm lý đi đánh cướp nếu đây là trận pháp ta sẽ nghiên cứu một chút lang hàn tùy ý đi lại nhưng hiện nay hắn còn không có phát hiện trận pháp này có chỗ nào thần kỳ tất cả đều giống như bình thường a à, ơ ý trước truyền đến tiếng kêu đầy kinh ngạc rừng cây lay động rất nhanh liền nhìn thấy tám người vô cùng chật vật chạy tới sau đó liền thấy một con mãnh hổ xuất hiện con mãnh hổ này có chiều dài năm trượng, hình thể hết sức kinh người. Tốc độ di chuyển của con mãnh hổ rất nhanh, thoáng cái nó lại vượt qua người cuối cùng, cúi đầu cắn hắn. Sau đó nó vung, ném, người kia đã bị vứt ra ngoài, ầm, hắn nặng nề đụng phải trên một thân cây, trực tiếp đụng gãy gốc cây đại thụ này. Vù, nó lại đuổi kịp một người khác, lần này là móng vuốt vung lên, người này nhất thời bị đập bay ra ngoài, cũng đụng gãy một cây đại thụ, sau đó mới dừng lại hắn đau đến mức rên lên hừ hừ, xem ra, hình như cánh tay cũng bị gãy. Hiện tại còn chưa có bắt đầu tìm kiếm Hồng Vân Thạch, đã bị đánh tơi bời. Lăng Hàn thấy rõ, thực lực của con mãnh hổ này chắc hẳn là vượt qua 12 mạch, nhưng còn không có đạt được 13 mạch. Đối với phần lớn người ở đây mà nói, nó đúng là tồn tại vô cùng khủng khiếp. Chỉ có điều, nếu có hai ba người 12 mạch liên thủ, thì có thể giải quyết nó. Nhưng những người này lại chỉ lo chạy thoát thân, chỉ muốn khiến cho mình trốn khỏi miệng cọp, vậy cũng chỉ có thể để cho con mãnh hổ này tàn sát bừa bãi tám người rất nhanh lại biến thành năm người đợi tới khi bọn họ chạy đến trước mặt lăng hàn liền chỉ còn lại có hai người bọn họ giống như chạy thoát thân tiến tới bên cạnh lăng hàn hiện tại bọn họ cũng không muốn lại đi tham gia sàng lọc gì đó nữa bọn họ chỉ muốn chạy trốn ra ngoài mãnh hổ vào tới lăng hàn đứng mũi chịu sào ngang mãnh hổ phát ra tiếng gầm thét giận dữ một móng vuốt liền đánh về phía lăng hàn ầm một con móng lớn từ trên trời hạ xuống, thiếu ra, thấy lăng hàn không né không tránh, hoán tuyết vội vàng kinh ngạc kêu lên, ếch ếch, con heo nhỏ màu hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó bị hoán tuyết ném ra ngoài, ở trên không trung sẹt qua một đường cong. Hoán tuyết xông qua, một trường đánh về phía cái móng lớn. Lăng hàn lắc đầu, hoán tuyết không có khả năng này là đối thủ của con mãnh hổ này. Tuy rằng nàng tiến bước rất nhanh, hiện tại đã mười một mạch. Hắn ngưng quyền, đánh về phía trước kinh lực đạt được vận tốc âm thanh liên tiếp có tiếng nổ vang lên kinh lực hóa thành một quyền ấn rất rõ ràng đi sau tới trước đánh vào trên cái móng lớn ầm um, mãnh hổ nhất thời đột ngột nổ tung lực trăm vạn cân kinh khủng tới nào a à, lang hàn phát hiện mãnh hổ tuy rằng đột ngột nổ tung lại không có máu thịt văng ra khắp nơi mà hóa thành quang ảnh lóe lên rồi biến mất một khối đá màu đỏ lại từ trên trời rơi xuống hồng vân thạch hóa ra hồng vân thạch còn có thể giấu ở trong thân thể của mãnh thú trên thực tế, con mãnh hổ này là do trận pháp diễn hóa ra, không phải là thực thể. Có ý tứ, Hồng Vân Thạch này còn có thể giấu ở trong ngọn cây cọng cỏ hay không? Lăng Hàn thu hồi Hồng Vân Thạch, trực tiếp áp sát vào trong người, lập tức bắt đầu hấp thu tinh hoa ở bên trong tảng đá. Hắn phát hiện, nếu như mặc cho Hồng Vân Thạch tự mình phát huy tác dụng, hiệu quả kia chỉ có một. Nhưng sau khi hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hiệu quả này lại đạt tới 10. Mức độ tăng cường kinh người, thoải mái, lăng hàn cảm ứng được tế bào của mình đang được cường hóa bên ngoài không nhìn ra nhưng thay đổi lại rất thật con heo nhỏ lúc này hoán tuyết mới nghĩ tới mình dưới tình thế cấp bách lại có thể ném con heo nhỏ háo sắc nàng vội vàng chạy tới ôm con heo nhỏ háo sắc phát ra tiếng hừ hừ nó rất tức giận lại có thể bị người ta từ bỏ điều này đơn giản là vô cùng nhục nhã đối với nó nó đáng yêu như vậy ai có thể bỏ được tuy rằng được hoán tuyết bế lên nó hãy còn đang nổi giận rất cố chấp nhưng sau khi được Hoán Tuyết đặt ở trong lòng, cái gọi là tôn nghiêm của nó lập tức bị ném đến chín tầng mây. Nó bắt đầu thoải mái hưởng thụ, Lang Hàn đi tới, tiểu thị nữ lại đuổi theo sát ở phía sau. Chương 3643, Thiếu niên lông giải hai. Hai người bay qua trên một ngọn núi cao, phía trước xuất hiện một tòa hồ nước rất lớn, chỉ có điều, khoảng cách giữa hồ nước cùng bọn họ vẫn rất xa. Từ phía xa nhìn sang, hồ nước trông như một mặt gương. Đêm nay lại ở bên hồ nghỉ ngơi lăng hàn nói họn họ mang theo lương khô nhưng lại không mang theo nước hoán tuyết đương nhiên sẽ không phản đối chỉ liên tục gật đầu bọn họ đi tới một con lợn rừng xuất hiện hình thể của con lợn rừng tương đối bình thường chỉ có điều nó vô cùng hung hãn sau khi phát hiện ra hai người nó lập tức liền xông về phía bọn họ a à, đây thật sự chỉ là một con lợn rừng bình thường lăng hàn tùy ý đánh ra một đạo kinh lực con lợn rừng này lại ô hô ngã xuống đất ha ha buổi tối có thịt heo ăn hắn nói hừ hừ con heo nhỏ màu hồng biểu thị vô cùng phẫn nộ ở ngay trước mặt nó lại còn nói muốn ăn thịt heo cũng quá to gan lớn mật có bản lĩnh ngươi đừng ăn lang hàn về phía con heo nhỏ màu hồng nói con heo nhỏ màu hồng ngạo nghễ nó lại có nguyên tắc heo hai người tiếp tục đi tới dã thú xuất hiện ở đây có khi là trận pháp biến ảo cũng có khi lại là thật nhưng thật thật giả giả không động thủ căn bản không nhìn ra khi bọn họ bay qua núi đi tới dưới chân núi vẫn chưa ra khỏi rừng rậm, lại nghe ở phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một người trẻ tuổi đi tới, nhìn dáng vẻ bề ngoài, có khả năng là 16-17 tuổi, dáng vẻ có chút anh tuấn. Thấy Lăng Hàn nhìn lại, người thiếu niên này nhìn về phía Lăng Hàn cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Vèo, tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái lại vượt qua. Mắt thấy hắn sẽ ra khỏi rừng rậm, ầm, chỉ thấy một tiếng vang lên toàn thân hắn rơi vào dưới mặt đất. Tình huống gì vậy? Lăng Hàn kinh ngạc, nơi đó rốt cuộc có một cái hố. Đó là cái hố to bị đào sâu chừng 4 năm trượng. Nếu như đổi lại là người bình thường, vậy chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, chờ người tới cứu. Nhưng đối với võ giả, cho dù không thể nhảy một cái ra khỏi đó, nhưng lực lượng hai tay khủng khiếp, có thể đánh một lỗ thủng trên vách hố, chậm rãi leo lên. Chỉ có điều, nếu có người đào hố ở đây, kiên quyết sẽ không giới hạn tại đây. Vèo 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 trên cây có ba gã nam tử trẻ tuổi rơi xuống đứng ở mép hố uy 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 các ngươi làm vậy là có ý gì trong hố người thiếu niên hỏi dao ra da hồng vân thạch sẽ để cho ngươi đi ra phía trên một người trẻ tuổi mặc áo đen nói ta vừa mới tiến đến không có hồng vân thạch người thiếu niên dưới hố nói da hỏa a à lông chưa mọc dài còn muốn lừa hải ra ra ngươi người trẻ tuổi áo đen hừ một tiếng không mọc lông Người thiếu niên dưới hố làm ra một động tác khiến người ta cười sặc sụa. Hắn cởi dây lưng ra, sau đó cởi quần ngoài thêm cả nội khố kéo đến chỗ đầu gối, dương dương đắc y nói. Nhìn xem, lông dài không? Nhất thời, ba người trẻ tuổi phía trên hố đều hóa đá. Làm sao có thể có người như vậy? Lăng Hàn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đầu óc của thiếu niên này rốt cuộc là từ cái gì làm ra vậy? Thiếu niên kéo quần lên, quát to. Nhanh xin lỗi ta đi. Xin lỗi cái gì? Cũng bởi vì nói sai, người thật ra lông dài sao. Thần kinh, ba người trẻ tuổi phía trên đều lắc đầu. Bọn họ cảm thấy đầu óc của người thiếu niên này có vấn đề. Vẫn đừng lãng phí thời gian ở trên người hắn thì hơn. Vèo vèo vèo, người thiếu niên phía dưới chỉ hai ba cái đã leo lên được trên hố. Này, đừng đi, hắn đuổi theo, nhất quyết không buông tha. Các ngươi nói, lông ta dài không? Ba gã người trẻ tuổi xoay người lại, người mặc áo đen nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? xin lỗi ta người thiếu niên rất cố chấp ba gã người trẻ tuổi lộ ra sắc mặt cổ quái bọn họ còn không có trách người thiếu niên này ở ngay trước mặt bọn họ lộ chim quả thực là cay mắt làm hại bọn họ đến bây giờ còn chưa có bất bực đâu lan ba người trẻ tuổi vô cùng cường thế bọn họ ở chỗ này mai phục là vì hồng vân thạch hiện tại lại gặp phải một kẻ điên thích lộ chim trong lòng bọn họ vốn rất khó chịu người này còn muốn dây dưa không ngừng các ngươi oan uổng ta còn muốn bảo ta lăn người thiếu niên này giận dữ, ầm dưới chân hắn giẫm một cái, nhất thời phát ra tốc độ cực nhanh, vọt về phía ba người trẻ tuổi này, đâm đầu vào chỗ chết. người trẻ tuổi mặc áo đen cười lạnh, một quyền đánh tới. ở trong trận sàng lọc này, bất kỳ kẻ nào cũng không được mang theo binh khí đi vào. giống như lang hàn này liền để thanh kiếm gãy ở lại khách sạn. người trẻ tuổi kia sử dụng cũng là nắm đấm, đánh về phía đối phương. có thể tiến vào nơi đây, chỉ ít cũng là mười mạch đạt điều kiện khiến cho kình lực phóng ra ngoài. Bởi vậy, hai người tuy rằng nắm đấm còn không có đụng vào nhau, nhưng kình lực phóng ra ngoài lại sớm va chạm. Ầm, um, chỉ thấy người áo đen kia lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Cái gì? Hai người trẻ tuổi khác, ai cũng trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy được? Bởi vì bọn họ biết rất rõ, bạn đồng hành chính là tu vi 12 mạch, đã đứng ở điểm cuối của thông mạch cảnh, nhưng lại có thể không địch nổi một quyền của người thiếu niên thần kinh này. Điều này, bảo bọn họ tiếp nhận thế nào, Lăng Hàn cũng sững sờ. Hắn biết có 12 mạch cường đại, có thể nắm giữ lực lượng 12 vạn, 13 vạn cân, hắn càng khủng khiếp hơn. Ở thời điểm 12 mạch, đạt tới lực lượng 15 vạn cân. Nhưng lực lượng thiếu niên này trước mặt xa không chỉ là 15 vạn cân. Ít nhất phải là 20 vạn cân, lúc này mới có thể đạt được hiệu quả nghiền ép. Hắn nhất định là đả thông ẩn mạch, lang hàn âm thầm gật đầu. Hắn thật sự không thể tự mãn, ở địa phương hồ cứ thành nhỏ như vậy xuất hiện thiên tài giống như thác bà thiên hoang đả thông ẩn mạch quả nhiên nhân tài đế đô tập trung lại cũng có thể nhìn thấy được một thiên tài đả thông ẩn mạch ngươi dối trá một người trẻ tuổi chỉ vào người thiếu niên nói ngươi rõ ràng là hoán huyết cảnh lại có thể giả mạo thông mạch cảnh tiến vào đây thiếu niên kia giận dữ các ngươi mới vừa nói ta không mọc lông hiện tại còn nói ta là hoán huyết cảnh các ngươi còn muốn oan uổng ta tới khi nào hắn vào tới giống như một con yêu thú siêu cấp nghiền ép qua. chương 3644, chính trực, âm, âm, hai người trẻ tuổi khác cũng bị một quyền của hắn đánh bay. Thật đúng là một gia hỏa cơ bắp, lang hàn lắc đầu, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Người như vậy hắn ngược lại cũng có hứng thú, thiếu niên kia thở phì phò, liếc mắt nhìn ba người kia, sau đó tiếp tục đi tới. Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết lo lắng đi tới. Khi đi tới bên cạnh hố sâu, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới hố, đây không giống như là mới đào chắc là lưu lại từ rất nhiều năm trước mới vừa vặn được ba người này lợi dụng ba người trẻ tuổi này vừa vặn bò dậy thời điểm bọn họ nhìn thấy được lăng hàn và hoán tuyết phản ứng đầu tiên là sửng sốt cái hố này còn không có được che giấu tốt hiển nhiên không thể phát huy tác dụng nhưng cũng không có đạo lý nào thả cho người tự nhiên rời đi giao ra hồng vân thạch vẫn là người trẻ tuổi mặc áo đen kêu lên lăng hàn không khỏi cười nói nói xem các ngươi vẫn khỏe chứ xác định không cần giúp các ngươi gọi thầy thuốc chứ ba người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ cổ quái dựa vào chẳng lẽ lại gặp phải một người bị bệnh thần kinh không phải sao đã bị người đánh cướp lại còn quan tâm xem người đánh cướp bị thương có nặng hay không không cần ngươi quan tâm người trẻ tuổi mặc áo đen nói lăng hàn lắc đầu nói ta là sợ một khi ra tay không cẩn thận đánh chết các ngươi vậy sẽ không dễ giải quyết được hóa ra tiểu tử này lo lắng chính là cái này ba người trẻ tuổi đều giận dữ ngươi đúng là khinh người quá đáng đánh hắn bọn họ đồng thời nhào ra lăng hàn cười vung một cánh tay lên phút 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 ba người gần như đồng thời cảm giác mặt bị nặng nề đánh một cái sau đó tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài bọn họ ngã xuống đầy đất sau đó đều giống như đang nằm mộng tình huống gì vậy bọn họ lại bị một chiêu đánh bại trong giây lát lại gặp phải một hoán huyết cảnh giả mạo thông mạch cảnh tiến vào đúng là hỗn đản lăng hàn cười ha ha cùng hoán tuyết nghênh ngang rời đi. Lúc này thật ra bọn họ không gặp phải yêu thú gì. Cũng không có ai nhảy ra đánh cướp. Khi trời bắt đầu tối, hai người cuối cùng đi tới bên hồ. Bởi vì bọn họ săn bắt được một con lợn rừng, cơm tối tự nhiên có thể thêm món ăn. Hoán tuyết chịu trách nhiệm nướng, hai tay lăng hàn gối ở sau đầu, nằm ở bãi cỏ bên bờ hồ. Con heo nhỏ màu hồng ghé vào bên cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm, bộ dạng thâm thù khổ hận. Lại dám ở trước mặt heo đại gia nướng thịt heo đây không phải là trắng trợn khiêu khích đối với nó sao chỉ là heo đại gia thật sự quá lười lười biếng đến mức ngay cả phun nước bọt vào lăng hàn cũng mặc kệ cứ như vậy lười biếng nằm hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của heo đương nhiên nó còn thường xuyên tức giận chừng mắt với lăng hàn một cái biểu thị thái độ heo đại gia khó chịu chỉ một lúc sau hoán tuyết đã nướng xong chân trước của con heo lăng hàn kéo xuống một miếng thịt ăn sau khi luyện thể năng lực chịu nóng của hắn nhận được nâng cao cực lớn bằng không nếu như cầm lấy vậy không vận chuyển bí lực tay kia nhất định sẽ bị bỏng rơi một lớp da tay nghề của hoán tuyết thực sự không tệ hắn vừa ăn vừa tán thưởng hoán tuyết vui mừng chỉ biết cười khúc khích người 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 con heo háo sắc lại cố gắng khống chế chính mình không quay đầu lại mùi thơm này thật sự quá thơm khốn kiếp nhưng đó là đồng loại của nó khốn kiếp nếu như nó ăn còn tính là heo sao khốn kiếp thơm quá thơm quá một âm thanh truyền tới chỉ thấy một người thiếu niên cũng ló đầu ra a, à, không phải là thiếu niên lông dài kia sao Cùng nhau ăn đi, lang hàn nói Dù sao con lợn rừng cực lớn, cũng không thiếu nhiều người Tốt như vậy sao, thiếu niên sờ sờ đầu Bộ dạng không có hứng thú, nhưng mông lại ngồi xuống, rất thành thật Hoán tuyết đưa một miếng thịt qua Người thiếu niên tiếp nhận, lập tức ăn Lang hàn thở dài, người thiếu niên này được có bao nhiêu không tim không phổi Không sợ trong thịt này có hạ độc sao cho dù không độc chết người khiến cho người 10 ngày cũng nằm ở chỗ này vậy là đủ xong đời a à, ở đây còn có một con lợn sữa nhỏ người thiếu niên sừng sốt hắn cúi đầu nhìn vì sao nó muốn cắn ta con heo nhỏ háo sắc nghiến răng nghiến lợi các ngươi đều đang ăn thịt heo rốt cuộc có từng suy nghĩ tới cảm nhận của heo đại gia hay không lăng hàn cười ha ha một tiếng nói ta là lăng hàn đó là hoán tuyết còn ngươi a à, ta là các thu lĩnh người thiếu niên nói hắn hiển nhiên là một người khách ăn rất chuyên nghiệp lúc ăn cơm nói cực ít lang hàn lắc đầu người thiếu niên người trò chuyện như vậy rất dễ dàng sẽ bị giết chết đấy thôi ăn đi hắn cũng chuyên tâm ăn người luyện võ ăn uống đều rất nhiều bởi vì một khi đánh nhau lên sử dụng chính là bí lực nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực không có thân thể cường tráng sẽ không thể chịu được đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi tuổi tác đã cao thực lực của võ giả bắt đầu xuống dốc cơ bắp trùng xuống xương tơi xốp sức sống sẽ càng ngày càng yếu lang hàn hiện tại lại bắt đầu luyện thể như vậy đối với tiêu hao thức ăn lại càng lớn hơn ba người lại có thể rất nhanh ăn sạch một cái chân heo các ngươi là heo sao có thể ăn như vậy sao con heo nhỏ màu hồng phát ra tiếng hừ hừ có sự bất mãn mãnh liệt xôn sao? vào lúc này mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên sôi sục dâng lên một đợt sóng lớn cao chừng ba trượng nặng nề đập về phía bên bờ hồ tình huống gì vậy Lăng Hàn kích phát ra bí lực, hình thành hộ thuẫn. Ao ao, sóng nước đánh vào nhau, hắn tự nhiên là không bị ướt y phục, hoán tuyết lại kém xa, bí lực của nàng còn xa mới có thể cường đại như vậy. Nàng chỉ có thể lui về phía sau né tránh, thật ra các thủ lĩnh cũng lấy ra bí lực chắn sóng nước hắt tới. Chỉ có con heo nhỏ màu hồng không tránh được, lại ngăn cản không được, bị sóng nước vỗ vào vừa vặt, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Toàn thân nó đều bị ướt súng, nó giận dữ, Hướng về phía hồ nước lại kêu lên SS mấy cái. Ầm, um, mặt hồ bị phá vỡ, xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đây là một rắn khổng lồ, không nhìn ra được nó rốt cuộc dài bao nhiêu, nhưng chỉ riêng phần xuất hiện trên mặt nước lại dài hơn trượng, to giống như nước giếng. Nhìn hình thể đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong hồ cũng có yêu thú, đây là hàng thật hay là do trận pháp diễn hóa đi ra? Chương 3645, hồ lô màu xanh. Ha ha, ta tới chiến cát thu lĩnh cười lớn một tiếng liền chạy về phía phía giữa hồ phút 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 hắn đạp lên trên mặt nước lại có thể không bị chìm xuống đây là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh chỉ là một chút sức căng trên bề mặt nước này cũng đủ để cho hắn chạy vội không rơi xuống còn không có đạt được vận tốc âm thanh nhưng chênh lệch cũng không quá lớn tiểu tử này nói không chừng đã đả thông hai mươi mạch cát thu lĩnh xông tới một quyền đánh về phía con rắn khổng lồ kia con rắn khổng lồ không né tránh Trực tiếp giấy ruộng thân thể cao lớn đón nhận, biến thân thể mình trở thành côn lớn, đập về phía Cát Thu Lĩnh. Ầm, um, một tiếng động rất lớn vang lên, Cát Thu Lĩnh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, tóm, hắn rơi vào trong nước, không có ở trong trạng thái nhanh chóng chạy vội, mặt nước này đương nhiên không chống đỡ nổi trọng lượng của hắn. Ánh mắt Lang Hàn nhất thời sáng lên, con rắn khổng lồ này lại là tồn tại hoán huyết cảnh. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ là nhất biến, thế nào cũng phải là nhị biến thân thể của con rắn khổng lồ cuốn lên, lại lao về phía cát thu lĩnh. Cát thu lĩnh đưa tay ở trên mặt nước vỗ một cái, ầm, mặt nước lập tức rẽ nước ra. hắn lại nhanh chóng ở trên mặt nước chạy hết tốc lực, tùy thời tìm kiếm sơ hở của con rắn khổng lồ. Hắn phải chạy, bằng không người ở trong nước hành động sẽ rất bị hạn chế. Con rắn khổng lồ truy kích, cái lưới đỏ phun ra, phát ra âm thanh a a a, khiến người ta nghe lại khiếp sợ hoang mang. Cát thu lĩnh mặc dù có chút thẳng nhưng ở thời điểm chiến đấu lại tuyệt không ngu hắn biết rõ lực lượng của chính mình thua kém lại là ở sân nhà của người ta hắn hoàn toàn không có dự định liều mạng hắn chính là chạy vòng quanh con rắn khổng lồ truy kích không được bất chợt quẫy mạnh thân thể ầm um, nhất thời toàn bộ mặt hồ đều sôi trào lên đang lên sóng lớn thân hình cát thu lĩnh siêu siêu sóng lớn trên mặt hồ khiến cho thân hình của hắn thiếu chút nữa mất đi khả năng giữ cân bằng ở đây dù sao cũng không phải là lục địa con rắn khổng lồ nhân cơ hội xông qua, ầm, um, cát thu lĩnh chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, hắn lại bị chấn động bay ra ngoài, cát tiểu đệ, hay là để ta tới đi, lang hàn cười nói, đã đứng lên, tiểu đệ, cát thu lĩnh nhìn chân của mình một chút, còn chưa có so qua, người làm sao biết ta nhất định là tiểu đệ. Hiển nhiên, đường não về của hắn lại không đúng, lang hàn xông qua, hắn cũng đạp mặt nước, giống như giẫm trên đất bằng, rất nhanh lại xông tới chỗ con rắn khổng lồ, một quyền đánh tới yêu hầu quyền hai mươi lần lực lượng trồng chất lăng hàn cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người một con yêu thú một quyền giải quyết là được con rắn khổng lồ không sợ va chạm về phía lăng hàn ầm um, một tiếng động nặng nề vang lên chỉ thấy thân thể của con rắn khổng lồ bắn ngược ra ngoài mà ở vị trí nhận quyền thình lình xuất hiện thêm một lỗi máu lớn bằng chậu rửa mặt một đòn mà thôi thân thể rắn chắc của nó đã bị lăng hàn đánh xuyên qua chỉ có điều hình thể của con rắn khổng lồ quá lớn đây cũng không phải là chỗ yếu hại nó cũng không bị một đòn giết chết lang hàn đuổi theo phút 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 hắn chạy lên trên thân hắn đi tới chỗ đầu của con rắn một quyền đánh xuống con rắn lớn như vậy đi đâu tìm bảy tấc cho nên trực tiếp đánh nát đầu một quyền đánh xuống cái đầu của con rắn lớn nhất thời bị đánh nổ hóa thành một đoàn mưa máu nó vốn là bắn về phía trước nhưng kinh lực một quyền này lại đánh xuống phía dưới hai cổ lực lượng đồng thời tác dụng ở trên thân rắn rác con rắn khổng lồ nhất thời bị gãy ở giữa thân hình lăng hàn tung lên ở trên mặt nước chạy như điên rất nhanh liền trở về trên bờ chợt có tiếng nổ tung sóng lớn dâng lên cát thu lĩnh kinh ngạc nhìn hắn lại cúi đầu nhìn giữa hai đùi một chút lẩm bẩm nói lợi hại như vậy thật sự có khả năng lớn hơn so với ta lăng hàn tự nhiên nghe được lời này khóe miệng không khỏi hơi co quắp phương thức tư duy của người thiếu niên này thật sự khác hẳn với người bình thường từ hôm nay trở đi ngươi chính là đại ca của ta các thu lĩnh nói bộ dạng vô cùng nghiêm túc lăng hàn không khỏi cười nói nếu như đánh không lại mọi người liền gọi là đại ca vậy ngươi có được bao nhiêu đại ca các thu lĩnh nghiêm túc suy nghĩ một chút nói chỉ có cảnh giới tương đồng người đánh thắng ta mới có khả năng làm đại ca của ta ừ vẫn rất có nguyên tắc lăng hàn chỉ chỉ con rắn khổng lồ trong hồ nói vậy ngươi lại đi thu thập một chút trên người yêu xà hoán huyết cảnh khẳng định có không ít thứ tốt được đại ca, các thu lĩnh trả lời rất thanh thúy, lập tức nhảy vào trong hồ, bắt đầu kéo con rắn khổng lồ kia từ trong hồ lên. Cũng may là hắn, bằng không đổi lại thành hoán tuyết, nàng chưa chắc có khí lực lớn như vậy. Đây là một con rắn thật sự. a à, vậy ở trong hồ này, nói không chừng có bảo vật gì. Lăng hàn thì thào, tóm, hắn lập tức nhảy vào trong hồ, cẩn thận tìm kiếm. Hồ rất lớn, nhưng lăng hàn rất có kiên trì, dù sao có 10 ngày hắn lại không muốn tự mình đi tìm hồng vân thạch cho nên hắn có thể ở trong một hai ngày cuối cùng thực hiện kế hoạch đánh cướp của hắn hiện tại hắn nín một hơi có thể duy trì gần nửa giờ hơn nữa hắn ở trong nước bơi qua bơi lại tốc độ cũng không chậm nửa giờ đủ để cho hắn lục soát một phần ba khu vực trên lý thuyết mà nói hắn chỉ cần trồi lên mặt nước đổi khí hai lần là được sau nửa giờ hắn trồi lên mặt nước lấy hơi hoàn toàn không có thu hoạch hắn lại tiến vào trong hồ tìm lại tìm. Một lúc sau, hắn cuối cùng có phát hiện, trong một khe đá màu xanh dưới đáy hồ, lại có thể mọc ra một gốc cây thực vật, chỉ kết một quả. Quả này lại là một hồ lô màu xanh. Hồ lô, lăng hàn bơi qua, đưa tay chạm đến phía trên hồ lô. Hắn chỉ vừa nhẹ nhàng chạm một cái, hồ lô này lại có thể tự mình từ trên dây leo rất xuống. Mắt thấy hồ lô sẽ nổi lên mặt nước, lăng hàn vội vàng đưa tay nắm lấy hồ lô. Đây là thứ gì, có thể ăn được không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lên bờ trước. Muốn nghiên cứu cũng không cần ở dưới đáy nước, hắn trồi lên mặt nước, đi tới trên bờ. Hắn lại nhìn thấy có bảy người đang nằm, nhìn thấy được chúng ta giết chết con rắn khổng lồ, bọn họ cũng muốn chen vào một chân, cướp bóc hồng vân thạch. Cát thu lĩnh giải thích một câu, chương 3646, pháp khí không gian. Chỉ có điều, cũng không có hồng vân thạch, hoán tuyết vội vàng nói, lang hàn gật đầu, trên người của yêu thú chân chính hẳn là không có hồng vân thạch bằng không hiệu quả của hồng yêu thạch đã sớm bị yêu thú hấp thu sạch sẽ hắn ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cái hồ lô màu xanh này hắn luôn cảm thấy cái hồ lô màu xanh này cũng không đơn giản nhìn từ bề ngoài lại không nhìn ra có một chút khác thường nào lang hàn lộ ra thần thức đi kiểm tra lại không khỏi kinh ngạc sau đó lộ ra vẻ vui mừng ở bên trong hồ lô lại có thể có một không gian khác tuy rằng không tính là lớn chiều dài, chiều rộng, chiều cao cao đều chỉ có khoảng một trường. Đây là pháp khí không gian, pháp khí không gian, đúng là pháp khí không gian, Lăng Hàn vẫn luôn muốn có một pháp khí không gian, hắn đã ở trên quang não điều tra, đúng, quả thật có vật pháp khí không gian như vậy, nhưng đồ này đã sớm bị đẩy giá lên tới mấy chục vạn tiền huyền bắc. Mấu chốt là, từ trước tới nay chưa từng có ghi chép về giao dịch thành công. Nói đơn giản một chút, không ai bán người hiện đại ngay cả pháp khí bình thường cũng không biết chế tạo ra nói gì pháp khí không gian cho nên pháp khí không gian chỉ có thể truyền lại từ văn minh đời trước nhưng di tích cổ của văn minh đời trước lại phần nhiều ở dưới sự bảo vệ của trận pháp có thể khai thác thật ra rất ít ỏi bởi vậy muốn có được pháp khí rất khó khăn nhận được pháp khí không gian lại càng khó hơn lang hàn cũng đã bỏ qua hy vọng dự định chờ sau khi mình cường đại trở lại mới lo lắng tới vấn đề này thật không nghĩ tới cái này lại tự mình xuất hiện, pháp khí không gian lại là do mọc ra. Lang Hàn lộ ra vẻ mặt cổ quái, cái đó không giống với pháp khí trong thế giới nguyên, trước đó không nói là chế tạo ra, hơn nữa kích thước cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Phần lớn sẽ làm thành nhẫn, vòng cổ các loại, thuận tiện mang theo. Sau này mình ra cửa lưng đeo một cái hồ lô, có thể bị người ta nhận nhầm thành tử quỷ hay không? Hoàn hảo, hồ lô này không lớn, cao chỉ có nửa thước, một tay là dễ dàng nắm giữ đeo ở bên thắt lưng là được. khẳng định bên phía học viện đế đô không biết dưới đáy hồ này mọc một dây leo hồ lô, hơn nữa kết ra một hồ lô mang thuộc tính không gian. bằng không bọn họ đã sớm tự mình lấy đi. kiếm kiếm quá, trên mặt lang hàn ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng hắn lại mừng như điên. hành trình tới học viện lần này, cho dù không thu hoạch được quá nhiều hồng vân thạch cũng đã không uổng. chỉ có điều pháp khí không gian chắc hẳn phải chơi thế nào. hắn tháo một lá cây xuống, lấy thần thức bao vây. Sau đó tính khai thông với hồ lô. Veo, cái lá cây kia lại biến mất, nếu như sử dụng thần thức đảo qua sẽ phát hiện ra nó đang ở bên trong hồ lô không gian. Ừ, cách dùng thật ra là giống nhau. Cái này được, sau đó xuất môn cũng không cần giống như kẻ trộm, trên lưng đeo một cái gói cực lớn. Chính là không gian này không đủ lớn, lại chỉ có kích thước chừng một gian phòng, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ý tưởng này nếu để cho những người có pháp khí không gian biết được Chắc hẳn chính là muốn nhảy ra chỉ vào mũi hắn mắng hắn quá tham lam. Phải biết rằng, pháp khí không gian còn tồn tại cũng chỉ nắm giữ không gian lập thể chừng một thước. So sánh xuống, không gian của hồ lô màu xanh lớn hơn gấp một nghìn lần. Người ta sử dụng pháp khí không gian chứa cái gì? Đan dược chân quý, nguyên liệu tuyệt thế, như vậy cần không gian lớn tới mức nào? Nhưng lang hàn vừa ra tay chính là tồn tại nghịch thiên giống như cái tháp đen. Không nói khoa trương trước đây đại lục hàng thiên thật ra đều có thể thu dung đi vào. Cho nên, không có tổn thương nào để so sánh, bọn họ nghỉ ngơi ở bên hồ, sau một đêm trôi qua, sáng sớm hoán tuyết lại quay thịt, chờ sau khi ba người lấp đầy bụng, các thu lĩnh liền từ biệt hai người, một mình ra đi. Lăng Hàn bảo hoán tuyết lấy những đồ vật quý trọng trong túi ra, thu tất cả vào trong hồ lô màu xanh. Thiếu ra, cái này thật thần kỳ, hoán tuyết trợn trừng hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc cho dù là con heo kia cũng lộ ra biểu tình cổ quái không ngừng nhìn về phía lăng hàn pháp khí không gian do trời sinh trời dưỡng thật sự là ít ỏi hơn nữa tuyệt đối không chỉ là vật chứa đơn giản như vậy còn có rất nhiều dị năng bảo vật như vậy cho dù ở trong văn minh đời trước cũng ít có người có cơ duyên thu được không nói khoa trương nếu như cái hồ lô này xuất hiện ở trong văn mình đời trước tuyệt đối sẽ dẫn tới một ít lão quái vật tiến hành cướp giật nhưng còn bây giờ thì sao Học viện đế đô rõ ràng ngồi ôm lấy, lại có thể một người cũng không có phát hiện, tiện nghi cho Lăng Hàn. a à, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi, con heo nhỏ màu hồng mở hai tay, hai chân, ôm chặt lấy cái hồ lô màu xanh, bộ dạng cái này sau này sẽ là của heo đại gia. Lăng Hàn tâm niệm thoáng động, hắn nghĩ Sve có thể thua con heo háo sắc này vào hay không? Hắn di chuyển ý nghĩ bao trùm tới, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, trên thân của con heo háo sắc này còn có một loại lực lượng tràn ra đẩy ngược thần thức của hắn ra ngoài a à, trên người của con heo này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật Lăng hàn quyết định thử xem vật còn sống khác đương nhiên hắn không thể lấy hoán tuyết ra làm thí nghiệm bởi vậy hắn bước chậm rời đi rất nhanh hắn lại ở trong rừng rậm phát hiện ra một con thỏ hắn đuổi theo một tay nắm lấy nhưng không nghĩ tới con vật này lại là do trận pháp diễn hóa ra ầm um, thoáng cái con thỏ này hóa thành quang ảnh vỡ vụn biến mất thay vào đó là một khối đá màu đỏ hồng vân thạch lang hàn lộ ra sắc mặt cổ quái hắn cũng không có tận lực tìm kiếm hồng vân thạch lại cứ như thế xuất hiện ở trước mặt hắn thuộc tính may mắn của hắn đang nổ tung sao thiếu ra thật sự là vận khí tốt tiểu thị nữ ở một bên vỗ tay nói con lợn nhỏ lại nghẹo đầu nhìn lăng hàn hình như thiên tài địa bảo chủ động đi trên người lăng hàn tiểu tử này chẳng lẽ là người được ông trời chiếu cố trong truyền thuyết sao nếu thật sự là vậy, phải cố gắng nịnh bợ một chút mới được. Lăng Hàn tiếp tục xuất phát, một lát sau, hắn cuối cùng lại gặp được một con sói hoang. Nó cũng không tiến hóa thành yêu thú, nó bị Lăng Hàn một tay sách cổ lên, giống như một con chó nhỏ, không có lực phản kháng chút nào. Tâm niệm hắn thoáng động, veo, con sói hoang lại biến mất, nó bị bắt ném vào trong hồ lô màu xanh, chương 3647, hoàng tước ở phía sau một. Sói hoang không chết, đang ở trong hồ lô không gian phát cuồng đột nhiên bị tiến vào một hoàn cảnh u tối đóng kín, nó tất nhiên không có cách nào tự khống chế được. Lăng Hàn ném chút thịt heo rừng vào, hắn muốn xem thử, không gian trong hồ lô có thể để cho vạt sống sinh tồn hay không. Sau khi làm xong cái này, hắn lại không để ý tới nữa. Sau khi hai người Lăng Hàn rời khỏi đó, chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao tới. Đây là một người trẻ tuổi, hai tay đặt ở sau lưng. Rõ ràng tuổi hắn không lớn lắm, lại tự có một uy thế khiếp người. Hồng Thiên Lượng, hẳn là nơi này theo tư liệu trong văn hiến văn minh đời trước ta nhận được ở đây hẳn phải có một gốc dây leo dưỡng nguyên hồ lô tính toán thời gian đã sớm phải kết ra hồ lô hắn thì thào nói hồ lô này không chỉ bên trong tự hình thành không gian hơn nữa còn có thể tẩm bổ thân thể tuyệt không thể tả đây là tạo hóa lớn của ta có nó ta cuối cùng có hy vọng đuổi kịp và vượt qua người kia thời điểm nói đến người kia trên mặt hắn lộ ra biểu tình vô cùng phức tạp có hâm mộ có đố kỵ có sùng bái, cũng có căm giận. Tóm, hắn nhảy vào trong hồ lớn, tìm tòi. Sau hơn một giờ, Hồng Thiên Lượng trồi lên mặt nước, vẻ mặt đầy u ám. Hắn tìm được khối đá màu xanh kia, cũng thấy được dây leo hồ lô, nhưng không có phát hiện ra hồ lô treo ở phía trên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, cướp đi vận mệnh vốn thuộc về hắn? Nếu như đổi lại là thứ khác, nói không chừng hắn sẽ mỉm cười, tiêu sái rời đi. Nhưng lần này tuyệt đối không được. Dưỡng nguyên hồ lô lại liên quan tới việc hắn có thể vượt qua người kia hay không. Đây là bóng ma từ lúc hắn còn nhỏ tới nay, vẫn đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Tuy rằng đó cũng là huynh trí thân của hắn, hắn lên bờ, rất nhanh hắn lại ở bên bờ hồ đối diện phát hiện ra hài cốt của con rắn khổng lồ kia. Ngoài ra còn có 7 người đang nằm hãy còn hôn mê bất tỉnh. cát thu lĩnh ra tay cũng đủ ngoan độc, đã qua cả một đêm, 7 người này lại còn không tỉnh. Hừ, hồng thiên lượng hừ khẽ một cái, phát ra khí tức dao động đáng sợ. Nhất thời, bảy người kia đồng thời mở mắt, tràn ngập sợ hãi. Hồng nhị thiếu, nhìn thấy được hồng thiên lượng, bảy người vội vàng lăn lê bỏ càng, vùng dậy, cung kính hành lễ. Hồng thiên lượng, bản thân chính là kỳ tài võ đạo, tương lai sau này không thể đo lường được. Gia gia của hắn còn là thái sư triều đại đương thời, quyền cao chức trọng. Đương nhiên, khiến cho người khác kính nể, e sợ. Hơn nữa hắn còn là đệ đệ của người kia, Hồng Thiên Lượng chậm rãi gật đầu, nói: "Các ngươi là bị người đánh ngất xỉu, một thiếu niên, chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhưng thực lực rất cường đại." Bảy người vội vàng trả lời, bị Hồng Thiên Lượng nhìn chằm chằm, cho bọn họ cảm giác giống như là bị một con hung thú thời viễn cổ đang nhìn chằm chằm vào, khiến cho bọn họ sợ cũng muốn vỡ mật. Loại cảm giác này quá bị đè nén, sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. "A, à, còn có một nữ nhân, tuổi muốn lớn hơn một chút, có người nói bổ sung" hồng thiên lượng hít một hơi thật sâu nói miêu tả bộ dáng của bọn họ cho ta nghe vâng vâng đợi sau khi bảy người miêu tả dáng vẻ của các thu lĩnh và hoán tuyết xong hồng thiên lượng mở ra quang não nói giúp ta điều tra hai người hắn nói ra tướng mạo và trang phục của các thu lĩnh và hoán tuyết theo lý thuyết thời điểm tranh tài là cấm sử dụng quang não điều này cũng thuộc về hành vi gian lân nhưng ai bảo hắn lại là hồng thiên lượng một lúc sau bên kia lại truyền qua tin tức Hồng Thiên Lượng chiếu ra hai tấm hình, có phải là bọn họ hay không? Bảy người kia đều kinh hãi, nhanh như vậy lại tra ra được người đó, thủ đoạn này cũng quá thông thiên. Đúng, chính là bọn họ. Cát Thu Lĩnh, Hồng Thiên Lượng nhìn tư liệu của Cát Thu Lĩnh, Hoán Tuyết bị hắn không để ý tới, đây chỉ là một nhân vật nhỏ mười một mạch, thật sự không có khả năng giết được con rắn khổng lồ này. Mặc dù vị trí quan trọng đều bị cắt đứt, nhưng từ khí tức còn sót lại vẫn có thể đoán được, đây là một con yêu thú Hoán huyết cảnh. Cho dù các thu lĩnh đã thông tất cả ẩn mạch, lực lượng của hắn tối đa 40 vạn cân. Cho nên, đây cũng là một con yêu thú hoán huyết nhất biến. Yêu thú hoán huyết cảnh, thông mạch cảnh bình thường đương nhiên không có khả năng trêu chọc. Cho nên, dưỡng nguyên hồ lô này tất nhiên là bị hắn lấy đi. Phải nhân lúc hắn còn không có biết rõ công dụng của dưỡng nguyên hồ lô tìm được hắn trước, thu hồi bảo vật. Bằng không tin tức lộ ra ngoài, vậy sẽ mang đến cho ta phiền phức cực lớn. Hắn lại dùng quang não liên hệ, bảo người bên ngoài định vị chỗ của các thu lính mọi người đều cho rằng ta là vì thu hoạch hồng vân thạch mới áp chế tu vi không đột phá muốn tới tham gia lần sàng lọc này nhưng bọn họ lại không biết ta tất nhiên cũng muốn hồng vân thạch nhưng so sánh xuống giữ nguyên hồ lô mới là thứ ta thật sự để ý đồ mà hồng thiên lượng ta coi trọng không ai có thể giành được hắn lộ ra một tia ngoan độc lúc này quang não cũng truyền tin tức lại thân hình hồng thiên lượng lập tức phóng lên lao về phía vị trí của các thu lính hoán tuyết tất nhiên lại bị hắn không để ý tới lang hàn và hoán tuyết đi về phía trước không mục đích dù sao là tìm kiếm hồng vân thạch đi nơi nào tìm không phải là tìm nói không chừng vận khí chợt tăng cao có thể đánh ra thiên tài địa bảo gì cũng không nhất định khoan hãy nói lang hàn người này khẳng định mang theo vòng ánh sáng cửu hận mãnh liệt bất luận đi đến nơi nào cũng có thể chọc ra chuyện không quan tâm hắn có nguyện ý hay không chủ động hay là không chủ động nhưng hiện tại vòng ánh sáng thù hận khẳng định bị ẩn giấu sâu. Thay vào đó là thuộc tính may mắn của hắn, bởi vì, chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày mà thôi, lại có đủ loại yêu thú lao về phía bọn họ, bị lang hàn dễ dàng một quyền giết chết. Sau đó chứng minh, chúng đều là do trận pháp diễn hóa, cống hiến cho hắn vài khối hồng vân thạch. Đây tuyệt đối là giá trị may mắn bạo phát, veo, lại là một con báo núi lao tới, nhưng thực lực chỉ là 10 mạch, vừa vặn đạt được điều kiện phóng kinh khí ra ngoài chỉ phải phía trước của nó vung lên, liền có một đạo kình khí quét tới. Hoán tuyết quát một tiếng đón nhận, chương 3648, hoàng tước ở phía sau hai. ầm 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 sau khi giao đấu hơn 10 chiêu, con báo núi liền bị nàng giết chết, hóa thành hình ảnh vỡ vụn. Lại có một khối hồng vân thạch từ trên trời rơi xuống. Thiếu ra, cho thiếu ra, nàng nhặt hồng vân thạch lên, đưa cho lăng hàn, nếu để cho người khác nhìn thấy được, nhất định sẽ khóc giống lên bởi vì quá nhiều người từ sau khi đi vào đây hoàn toàn không có một chút xíu thu hoạch nào nhưng đám người lăng hàn này lại có hồng vân thạch tự mình đưa tới cửa lăng hàn lắc đầu khối này tự nàng cầm lấy tiếp theo nàng cầm thêm mấy khối ta chắc hẳn có một năm sáu khối đã đủ cho nàng tiến vào một trăm người đứng đầu thiếu ra hoán tuyết cũng có thể tiến vào học viện sao hoán tuyết ngạc nhiên nói lăng hàn mỉm cười nàng không tiến vào học viện ta không phải còn cần dùng tiền tìm chỗ ở cho nàng sao Điều này đương nhiên là một câu nói đùa, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Hoán tuyết gật đầu không dừng, khoan đã, trong lúc hoán tuyết tính thu Hồng Vân Thạch lại, một tiếng hét lớn chuyển đến. Chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi bay xe tới, hoán tuyết sửng sốt, ta thu hồi đồ thiếu gia cho ta, người kêu khoan cái gì? Sao Hồng Vân Thạch ra? Người trẻ tuổi này lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ của hắn đại khái 24-25 tuổi, bộ dạng ăn chắc. Hoán tuyết theo bản năng nắm chặt Hồng Vân Thạch một chút liên tục lắc đầu nói đây là đồ của thiếu gia không thể cho ngươi người trẻ tuổi nhìn về phía lăng hàn không khỏi suy một tiếng thiếu gia chó má gì chứ ở trước mặt ta cũng dám dở thới sói to ba đuôi sao ngươi là ai hoán tuyết nổi giận nàng lại không được phép người khác có bất kính đối với thiếu gia của nàng ta hàn tam người trẻ tuổi này dùng một ngón tay cái chỉ vào mình hàn tam tiểu thị nữ lộ ra vẻ mặt mờ mịt nàng đương nhiên không có khả năng nghe nói về cái tên này hàn tam thấy thế không nhịn được vừa giận vừa vội ngươi lại có thể chưa từng nghe nói qua về cái tên hàn tam của ta ngươi đi khu phú lâm hỏi thăm một chút có người nào không biết uy danh hàn tam ta nghe như tên của côn đồ lang hàn nhìn về phía hoán tuyết nói a à, hoán tuyết gật đầu đã hiểu ai là côn đồ ai là côn đồ hàn tam nhảy dựng lên hắn lại là vương bài trong võ quán thiết nghiêu hắn tiến vào võ quán chỉ mới âm năm, liền trở thành đại sư huynh. Lần này chỉ cần tiến vào học viện đế đô, vậy châu sắt cũng bay lên. Ngươi là chủ nhân đúng không? Dám xem thường ta, hàn tam sông về phía lăng hàn, tới tham gia sàng lọc, ngoại trừ loại thích thể hiện như hồng thiên lượng ra, nói rõ mọi người đều là nhân viên ở tầng dưới chót. Cho nên không có gì phải e ngại, làm là được, ầm, ừ, hắn một trưởng đánh qua, 12 mạch bình thường, nhiều lắm là lực lượng 12 vạn cân. Đương nhiên, ở trong 12 mạch này thật ra đã coi như là không tệ. Vậy mới đúng chứ, nếu như gặp một người đều là đả thông tất cả ẩn mạch, vậy cũng quá rối loạn có đúng hay không? Lăng Hàn vươn một ngón tay, hướng về phía đối phương bóp một cái. ầm, um, An Tam nhất thời chấn động bay ra ngoài, trực tiếp bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Lục soát một chút, xem trên người hắn có hồng vân thạch hay không. Lăng Hàn nói, vâng, thiếu ra, hoán tuyết vội vàng đi lục soát trên người của đối phương rất nhanh ánh mắt nàng lại nhất thời sáng lên thiếu gia có trong tay nàng có thêm một hồng vân thạch lăng hàn gật đầu nói được nàng thu đi hoán tuyết cẩn thận thu hồng vân thạch vào nàng lại biết thiếu gia rất cần vật như vậy cho nên nàng hiện tại chỉ là thay mặt thiếu gia bảo quản mà thôi đợi sau khi thu được tư cách tiến vào học viện nàng sẽ đem hồng vân thạch trả lại cho lăng hàn đồng tử đưa tài như vậy càng nhiều càng tốt lăng hàn lẩm bẩm nói lại làm cho Hàn Tam vừa tỉnh lại lập tức lại tức giận tới hôn mê bất tỉnh. Mười mấy phút sau, Hàn Tam cảm thấy một khí tức đáng sợ kéo tới, khiến cho hắn sợ hãi tỉnh lại. Hồng, Hồng nhị thiếu, hắn liền vội vàng kêu lên, nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt, chính là nhị tôn của Hồng Thái Sư, Hồng Thiên Lượng đại danh đỉnh đỉnh, thiên tài võ đạo nổi danh đế đô. Hồng Thiên Lượng lãnh đạm thản nhiên, hắn đương nhiên không có khả năng để ý tới loại côn đồ như vậy hắn trực tiếp chỉ vào một tấm hình từ trong quang não chiếu ra, nói có nhận ra được nàng hay không? hắn đã đuổi kịp các thu lĩnh, đánh nhau một trận. ở trong quá trình tranh đấu, lộ ra đối phương còn có một đại ca đang đi cùng nữ tử bị hắn lãng quên. hắn đánh thắng các thu lĩnh, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện để hắn lục soát trên người, nhưng cũng không phát hiện có hồ lô tồn tại. ngược lại các thu lĩnh trong lúc vô tình nói ra, trên người đại ca của hắn có một hồ lô màu xanh. bởi vậy. Hồng Thiên Lượng lập tức biết mình đã chú ý sai người. Hắn vội vàng thay đổi tuyến đường, đổi thành tìm kiếm hoán tuyết. Nhận được, nhận được, Hàn Tam cắn răng, nếu không phải hắn nổi lòng tham nói, cũng sẽ không bởi vậy tổn thất một khối hồng vân thạch. Thực sự là ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất một nắm thóc. Bên người nàng còn có người nào không? Hồng Thiên Lượng hỏi, Hàn Tam vội vàng nói, có, có, một người trẻ tuổi, nhiều lắm chỉ khoảng 18-19 tuổi. Biết bọn họ đi đâu không? Hồng Thiên Lượng hỏi, ta gặp bọn họ ở chỗ này, bọn họ từ hướng này đi tới, như vậy, bọn họ chắc là đi chỗ kia. Hàn Tam suy nghĩ một chút, đáp lại, Hồng Thiên Lượng lập tức thả người lao đi, đuổi theo về phía phương hướng Hàn Tam chỉ. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng khiến cho người bên ngoài liên tiếp đi định vị người bên trong này. Bởi vì đối phương cũng không có cách nào lấy thúng úp voi, chỉ có thể thỉnh thoảng phá lệ một lần. Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết đã càng lúc càng tiến sâu vào mảnh rừng núi này bọn họ thường xuyên có thể nghe được tiếng thú gầm thét cuồn cuộn như sấm khiến người ta từ sâu trong nội tâm dâng lên sự hoảng sợ màn đêm ngày thứ hai rất nhanh lại hạ xuống hai người liền dừng lại nghỉ ngơi lăng hàn lấy thần thức quét hồ lô màu xanh một vòng trên mặt thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng con sói hoang kia không chết điều này nói rõ hồ lô màu xanh có thể thu nạp vật còn sống rất tốt ý thức hắn cuốn một cái ném con sói hoang ra ngoài ngao con sói hoang lập tức nhào về phía lăng hàn tốc độ rất nhanh. Chương 3649, Hồ Lô Kỳ Diệu. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì sói hoang này nhào ra với tốc độ vượt xa so với bình thường. Hắn vươn tay, áp chế lực lượng, thử lực lượng của con sói hoang này. Kết quả khiến cho hắn càng kinh ngạc hơn, lực lượng của con sói này đúng là kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ đã tăng lên gần 200 cân, lẽ nào, Lăng Hàn không khỏi chấn động kinh ngạc. Lẽ nào đây là lợi ích con sói này nhận được sau khi bị nhốt ở bên trong hồ lô màu xanh? Xem như nể tình ngươi lập công, tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn giơ tay ném một cái, ném con sói hoang ra ngoài, dễ dàng, giống như đang ném một hòn đá nhỏ. Con sói hoang này tuy rằng hung tàn, nhưng bị lực lượng Lăng Hàn như vậy làm cho sợ hãi. Sau khi nó từ dưới đất bò dậy, lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Hồ lô này, ngoại trừ có thể thu nạp vật phẩm, cũng có lợi đối với tu luyện sao? Lăng Hàn thì thào con sói kia chỉ ở bên trong có nửa ngày, lực lượng lại tăng lên 200 cân. Quả thực là nghịch thiên, có thể thu bản thân ta vào trong hay không? Lang Hàn thầm nghĩ, chỉ có điều, nếu như ta tiến vào lại ra không được thì phải làm sao bây giờ? Hoán Tuyết cũng tu luyện ra tinh thần lực, để cho nàng làm xem thử. "Hoán Tuyết," hắn gọi nói, "thiếu ra, Hoán Tuyết xoay đầu lại, "Ta dạy cho nàng một việc." Lang Hàn cười nói, "Hắn nói cho Hoán Tuyết điều khiển hồ lô màu xanh thế nào?" sau khi hoán tuyết học được nàng không khỏi kinh ngạc trên đời lại còn có đồ chơi tốt như vậy tâm niệm lang hàn thoáng động sau khi khai thông với hồ lô một lực lượng bao quanh hắn hắn không phản kháng veo thoáng cái hắn liền tiến vào trong một không gian tối tăm hắn sớm có sự chuẩn bị hắn khởi động công năng phát sáng của quang não nhất thời toàn bộ không gian đều sáng trưng không cần lo lắng vấn đề hít thở lang hàn ngẩng đầu nhìn thật ra đây cũng không phải là một thế giới hoàn toàn đóng kín hắn có thể nhìn thấy được phía trên có một lỗ trên nữa chính là tinh không vậy hẳn là đỉnh của hồ lô ở thời điểm rơi từ trên dây hồ lô xuống lại có tồn tại một lỗ thủng này chỉ có điều lỗ thủng này vẫn nhỏ như lỗ kim hoàn toàn không có khả năng khiến người ta bỏ ra ngoài lăng hàn tung người một cái toàn thân leo ở trên vách nghiên cứu cái lỗ kim này hắn phát hiện cho dù là cọng tóc cũng không thể xuyên ra có một lực lượng thần bí đang ngăn cản, thậm chí, Lăng Hàn phát hiện ngay cả không khí cũng không có cách nào thông hành. Cái này hình như thủy tinh, không ngăn cách tầm mắt, lại ngăn cản tất cả những thứ khác. Không khí này lại là đánh không ra, Lăng Hàn kỳ quái, lẽ nào bản thân hồ lô này sẽ hít thở? Thôi đi, chỉ cần biết rằng ở bên trong sẽ không buồn chán tới chết. Hơn nữa cho dù đảo ngược hồ lô, cũng sẽ không có thứ gì rơi ra là đủ rồi. Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp Hầu Ca. Nhất thời, hắn phát hiện có lực lượng thiên địa cảm ứng, bị hắn hấp thu, hóa thành bí lực. Phải biết rằng, hiện tại không có khả năng là mặt trời ban đầu lên là lúc, có thể khai thông đến lực lượng thiên địa. Là tác dụng của cái hồ lô này. Hơn nữa, cho dù hắn không vận chuyển công pháp hầu ca, chắc hẳn lực lượng này cũng sẽ tẩm bổ cho hắn, tăng lên bản chất sinh mệnh của hắn. Nếu không, lực lượng của con sói hoang kia dựa vào cái gì tăng lên 200 cân. Lang Hàn lộ ra sắc mặt vui mừng giá trị của cái hồ lô này vượt xa so với phạm trù pháp khí không gian hiện tại thử xem có thể ra ngoài hay không lang hàn tâm niệm thoáng động ngay lập tức hắn lại xuất hiện ở bên ngoài thiếu ra hoán tuyết kêu lên trên mặt tràn ngập sự chấn động kinh ngạc thật vậy veo một cái người không thấy lại veo một cái người liền xuất hiện quá thần kỳ vừa rồi hồ lô không có gì thay đổi chứ Lăng hàn hỏi không hoán tuyết lắc đầu đây chính là duy nhất khuyết điểm không thể giống như cái tháp đen thời gian chủ nhân tiến vào sẽ hóa thành hạt cải cũng đúng hắn cũng không tính là chủ nhân của cái hồ lô này bây giờ chỉ là có được quyền sử dụng mà thôi có thể lấy máu nhận chủ sao lang hàn thử kết quả khiến cho hắn thất vọng con heo nhỏ háo sắc nhìn qua lộ ra vẻ khinh bỉ thật là ngu ngốc đây chính là bảo vật trời sinh đất dưỡng thuộc về thiên địa làm sao có thể nhận chủ được ngây ngô ngốc nghếch ngu xuẩn lang hàn suy nghĩ một chút cũng lại đặt cái khuyết điểm này sáng một bên. Hắn tìm một nơi tuyệt đối yên tĩnh, sau đó cùng hoán tuyết tiến vào hồ lô. Có món bảo vật này, cũng không cần lo lắng vấn đề nghỉ ngơi ở đâu ngoài dã ngoại. Không lâu sau khi hai nà lăng hàn hai người tiến vào hồ lô màu xanh. Vèo, một bóng người lướt qua, xuất hiện ở nơi bọn họ quay heo trước đó. Hồng thiên lượng, hắn nhìn kỹ đống lửa đã tắt, còn đưa tay sờ một chút. Đống lửa vẫn còn rất nóng, cho nên, bọn họ tất nhiên vừa rời đi không lâu. Hồng Thiên Lượng thì thào, muộn thế này, bọn họ lại còn chạy đi, a, à, lẽ nào bọn họ biết ta ở phía sau truy kích, cho nên hoảng loạn mà rời đi. Hừ, cầm giữ nguyên hồ lô của ta, còn muốn chạy. Hắn tiếp tục truy kích về phía trước đi, căn bản không có nghĩ đến chuyện tìm một vòng quanh đó. Dĩ nhiên, cho dù hắn tìm cũng không có ích gì. Bởi vì Lăng Hàn đã đặt chiếc hồ lô màu xanh ở trên một cây đại thụ, có lá cây rậm rạp che phủ. Muốn ở trong một mảng lá cây rậm rạp như vậy tìm được Vậy xác suất cũng nhỏ đến đáng thương. Lăng Hàn phát hiện, lực lượng thiên địa trong hồ lô màu xanh đang nhanh chóng giảm bớt. Đây cũng không phải là lấy không hết, một đêm trôi qua, hai người ra khỏi hồ lô, bởi vì là ở trên cây, lúc bọn họ đi ra, thiếu chút nữa một bước đạp hụt ngã xuống. Ừ, sau này phải tìm một nơi bằng phẳng một chút. Lăng Hàn dắt chiếc hồ lô màu xanh ở bên hông, cùng Hoán Tuyết tiếp tục đi dạo ở bên trong núi. Thuộc tính vận may của hắn tiếp tục phát huy tác dụng. Hình như trận pháp ở đây gặp phải hắn sẽ động kinh, diễn hóa ra yêu thú phát động công kích về phía hắn. Kết quả chỉ là cống hiến ra từng cục hồng vân thạch. Lang Hàn có thể cảm giác được tinh tường, khí lực của hắn đang được nhanh chóng tăng cường. Trước đó, bởi vì không có không gian pháp khí, hắn cũng không mang theo nguyên liệu thuốc tắm tiến vào. Sau khi khi lấy được hồ lô màu xanh, hắn vẫn còn đang hối hận. Bản thân không nên sợ phiền phức, đáng lẽ phải mang hết đồ vật theo. Chương 3650, oán giận hiện tại hồng vân thạch trên người hắn càng lúc càng nhiều khiến cho hắn cũng không lại đi dây dưa ở điểm này tin tưởng sau khi hắn tiêu hao những hồng vân thạch này khí lực của hắn liền có thể đẩy mạnh đến thông mạch cảnh cực hạn một ngày đi xuống bọn họ lại không thể gặp phải một con yêu thú thật sự nào dẫn đến tối đó đã không có đồ ăn hoán tuyết liền sung phong nhận việc tiếp tục đi tìm con mồi lang hàn suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng tiểu thị nữ cũng có thể dần dần bồi dưỡng năng lực độc lập tự chủ không thể luôn trông cậy vào hắn. Hắn đốt đống lửa, thầm nghĩ sau khi có pháp khí không gian, hắn có thể mang theo các loại gia vị, cũng không cần lo lắng ăn cái gì cũng không có mùi. Ừ, cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy được phía xa có một người bay xe tới, tốc độ rất nhanh. Thời điểm vừa nhìn thấy được hắn, hắn vẫn chỉ là một điểm đen nhỏ. Nhưng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, người này đã tới gần. Một người trẻ tuổi dáng người cao giáo, diện mạo tương đối anh Tuấn. Đó chính là Hồng Thiên Lượng hồng thiên lượng hiện tại rất nôn nóng hắn tìm cả ngày lại căn bản không có tìm được hoán tuyết và người tuổi trẻ kia hắn bất đắc dĩ lại dùng quang não liên lạc bên ngoài để người ta lại giúp hắn định vị một chút đối phương tuy rằng làm thay hắn nhưng cũng nói đây là một lần cuối cùng chờ tin tức qua hồng thiên lượng lại sửng sốt đối phương lại có thể ở phía sau của hắn hắn vội vàng chạy trở về tâm trạng lại lo lắng không yên hiện tại cũng đã qua hơn một ngày người kia có thể hay không đã mò lấy giữ nguyên hồ lô phương pháp sử dụng, thậm chí phát hiện hắn ở pháp khí không gian ở ngoài cường đại hơn tác dụng. Veo, không thiên lượng sốt ruột ngừng lại, hắn nhìn lướt qua Lăng Hàn, dùng một tấm hình do quang não chiếu hình ra, nói: "Ngươi đã từng nhìn thấy nữ tử này chưa? A, à, đây không phải là Hoán Tuyết sao?" Lăng Hàn kinh ngạc, tại sao đối phương phải tìm Hoán Tuyết? Chẳng lẽ ở trong đoàn người, vừa liếc mắt nhìn một cái, đã thích rồi sao? Không thể nào đâu. Không phải Lăng Hàn coi thường Hoán Tuyết, nhưng đối phương là nhị tôn của Hồng Thái sư, thiên phú võ đạo hình như cũng rất yêu nghiệt. Lăng Hàn tự cảm thấy lấy thân phận và địa vị của hắn bây giờ, thị nữ của mình còn chưa đủ để Hồng Thiên Lượng nhìn vào trong mắt. Hơn nữa, Hoán Tuyết cũng không phải loại vẻ đẹp nữ hoàng tuyệt sắc khiến cho người ta say mê. Vậy tại sao đối phương lại muốn tìm Hoán Tuyết? Hỏi ngươi, ngươi đứng ngây ra đó làm gì?" Hồng Thiên Lượng bất mãn nói. Tuy rằng lần này hắn tham gia thí luyện nhưng sự thực hắn lại không có để bất kỳ một truyền học viên nào vào mắt. Theo hắn thấy, những người này căn bản không xứng là đối thủ của hắn. Sau này cũng không xứng làm bạn học của hắn. Mục tiêu của hắn chỉ là giữ nguyên hồ lô, thuận tiện cầm chút hồng vân thạch, lui thêm bước nữa, hồng vân thạch đối với phần lớn mọi người đều không chân quý. Có thể làm tôn tử của hồng thái sư, cũng như vậy. Dù sao những hồng vân thạch này đều không phải quá mức tinh thuần, căn bản không thể so sánh cùng loại với kim cương đại soái trước đây nhận được. Lang Hàn thở dài, hắn thật sự không muốn chủ động gây phiền toái. Ai bảo thái độ của đối phương cao ngạo như thế, hắn sao có thể nhịn được cơn tức này? Ha ha, đây là thái độ của ngươi khi hỏi người khác sao? Hắn thản nhiên nói, Không Thiên Lượng không khỏi sừng sốt. Tiểu tử này oán giận mình sao? Lại còn có người dám cùng mình đối nghịch, mới mẻ, sự thực, hắn không phải là người rất không nói lý thân là tôn tử của hồng thái sư gia giáo của hắn tuyệt đối là nhất lưu chỉ là hắn đứng rất cao bình thường vẫn được người người a du nịnh hót khó tránh khỏi khiến cho hắn dưỡng thành một vài thói xấu hắn nghiêm mặt nói xin lỗi là ta quá gấp lang hàn có chút kinh ngạc đối phương lại có thể biết nói lời xin lỗi xem ra vẫn là một người có thể cứu được hắn gật đầu nói lời xin lỗi được tiếp nhận người có thể đi a à, hồng thiên lượng gật đầu đi nhanh đi về phía trước nhưng sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, hắn không phải đang hỏi đối phương sao? Tại sao nói lời xin lỗi xong liền đi? Ý thức được có điểm không đúng, Hồng Thiên Lượng chợt xoay người lại. Ánh mắt hắn vừa liếc qua, lại nhìn thấy bên thắt lưng của Lăng Hàn có treo cái hồ lô màu xanh. Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy dưỡng nguyên hồ lô thật sự, nhưng một lòng một dạ tìm kiếm. Hắn lập tức theo bản năng nghĩ tới phương diện kia, "Ngươi là bạn đồng hành của Hoán Tuyết?" Hắn lớn tiếng nói hắn không thể xác định, những lời này là đang lừa gạt Lăng Hàn. Lăng Hàn vốn thể phủ nhận, nhưng hắn sợ cái gì? Sai, không phải là bạn đồng hành, nàng là thị nữ của ta. Hắn thản nhiên nói, hóa ra ngươi là người đã giết chết yêu xà trong hồ kia. Hồng Thiên Lượng chỉ vào Lăng Hàn nói, Lăng Hàn nhíu mày, đối phương lấy cái này ra nói để làm gì? Lẽ nào con rắn này là do nhà hắn nuôi sao? Có liên quan gì tới ngươi? Lăng Hàn hỏi, Hồng Thiên Lượng lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại hắn đương nhiên có thể khẳng định hồ lô lăng hàn treo bên thắt lưng là dưỡng nguyên hồ lô hắn đau khổ tìm kiếm rất tốt cuối cùng đã tìm được giao ra cái hồ lô này hắn thản nhiên nói lăng hàn vốn cảm thấy đối phương cổ quái lại có thể tìm hoán tuyết hiện tại đối phương vừa nói như vậy hắn có thể sâu chuỗi mọi chuyện mục đích của đối phương là hồ lô màu xanh nhưng ở dưới hồ lớn hắn không có tìm được hắn liền hỏi bảy người nằm bên hồ bởi vì bảy người kia chỉ gặp qua hoán tuyết và các thu lĩnh cho nên người Hồng Thiên Lượng muốn tìm là Hoán Tuyết. Hắn cười, nói, dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi không giao cho ta, ta sẽ đánh tới khi ngươi cam tâm tình nguyện giao cho ta. Hồng Thiên Lượng nói, tràn đầy tự tin, nói đến thực lực võ đạo, trừ ca ca hắn yêu nghiệt đến mức không nên tồn tại ở nhân gian, hắn không cho rằng trong cùng giai có ai có thể sánh ngang cùng với mình. Lăng Hàn cười ha ha, uy hiếp như vậy không phải là xuất từ miệng hắn sao? Tốt, tới chiến, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Hồng Thiên Lượng không lập tức ra tay, hắn chỉ là rất thích thể hiện nói: "Cần gì chứ, ngươi bây giờ giao hồ lô cho ta, ta còn có thể kết giao với một người bạn như ngươi. Nếu không, ngươi sẽ mất đi nhân tình của ta Tê, còn có thể bị đánh một trận. Có người nói với ngươi, thích thể hiện sẽ bị xét đánh hay không?" Lăng Hàn có lòng tốt nhắc nhở, chương 3651: Chiến đấu với Hồng Thiên Lượng. Những kẻ đó chỉ là đống cặn bã không có thực lực. Hồng Thiên Lượng thản nhiên nói, vẫn rất thích thể hiện. Lăng Hàn cười nói, không bằng chúng ta đánh cực đi, nếu như ta bị thua, hồ lô này thuộc về ngươi. Hồng Thiên Lượng lại bắt hai tay ra phía sau lưng, nói. Ta sẽ không thua, thật sự là gia hỏa không biết nói chuyện phiếm, so với kẻ lỗ mãng kia hình như có hiệu quả như nhau. Lăng Hàn thở dài, tiếp chiêu, Hồng Thiên Lượng hét lớn một tiếng, đã phát động công kích. ầm, um, thân hình hắn xông ra, tốc độ rất nhanh, mang theo tiếng nổ mãnh liệt. Hắn quả nhiên rất cường đại, không nói gì khác, chỉ riêng tốc độ như vậy mang theo kình phong là có thể thổi gã 12 mạch bình thường. Chỉ có điều, chống lại Lăng Hàn mà nói, điều này tự nhiên là còn xa mới đủ. Trên thân Lăng Hàn bất động, hai chân lại là bước nhanh về phía sau. Vèo vèo vèo, tốc độ của hắn cũng rất khủng khiếp, rõ ràng không giao đấu, nhưng bởi vì tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, ở phía sau người hình thành sóng công kích, đánh tới trên người Hồng Thiên Lược, nhất thời tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Thân hình hắn không tự chủ được nghiêng sang một bên, Hồng Thiên Lượng không thể không thay đổi tuyến đường đi tiếp. Nếu không lấy tốc độ của hắn hiện tại cao như vậy lại muốn xông vào sóng công kích của Lăng Hàn, hắn hoàn toàn không có cách nào duy trì chính xác quỹ tích tiến lên phía trước. Hắn kinh ngạc, tốc độ của Lăng Hàn lại có thể đạt được trình độ như vậy. Cũng không thua kém gì so với hắn. Tuy rằng tốc độ này còn xa mới đạt tới tốc độ cao nhất của hắn, nhưng đã sớm vượt qua trình độ 12 mạch chắc hẳn là có thể đạt được. Người trẻ tuổi này còn muốn nhỏ hơn so với hắn mấy tuổi điều này thật sự làm cho hắn thấy kinh hãi tiếp ta một trưởng hồng thiên lượng hừ một tiếng đánh ra một trưởng về phía lăng hàn kinh lực phóng ra ngoài trưởng lực đè ép trong không khí từng tầng trồng lên nhau hóa thành một bà n tay lớn mắt thường lại có thể thấy được lăng hàn ngưng tụ thành quyền đánh tới ầm um, kinh lực hai bên vừa vặn va chạm vào nhau lại khiến cho quyền ấn của lăng hàn vỡ nát a à, cẩn thận nhìn đối phương một quyền này lăng hàn chỉ dùng lực lượng 30 vạn cân thật không nghĩ tới lại có thể không địch lại đối phương. Hồng Thiên Lượng lại cảm thấy đương nhiên, hắn lại là tồn tại 20 mạch, bất cứ lúc nào cũng có thể một bước nhảy vào hoán huyết cảnh. Lực lượng cao tới 50 vạn cân, so với thông mạch cảnh đỉnh phong bình thường lực lượng đã cao hơn gấp tròn 5 lần. Lực lượng của ngươi lại có thể đạt tới 30 vạn cân. Hắn dừng lại, mang theo một tia thưởng thức nói, ngươi chắc hẳn là đều đã thông tất cả ẩn mạch, hắn thấy, 20 mạch bình thường cũng là lực lượng 30 vạn cân. Trừ phi là loại yêu nghiệt giống như hắn, đả thông kinh mạch được càng rộng, có thể khiến cho tốc độ bí lực lưu chuyển nhanh hơn. Hắn lại tu luyện công pháp đẳng cấp cao, khiến cho bí lực trở nên vô cùng thuần túy. Như vậy mới có thể đạt được lực lượng đáng sợ 50 vạn cân. Chỉ có điều, so với người kia, tim hồng thiên lượng nhất thời co rút, người kia ở lực lượng thông mạch cảnh cực hạn lại có thể đạt tới trình độ khủng khiếp 200 vạn cân. So với hoán huyết ngũ biến bình thường cũng không thua gì khiến người ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được lực lượng như vậy rốt cuộc là làm sao tu luyện ra được cho ngươi một cơ hội thần phục ta ta dẫn người đi lên sân khấu càng rộng hơn hắn nói lang hàn sờ sờ cầm cười nói sân khấu ta muốn người không cho được cha cha khẩu khí thực sự rất lớn hồng thiên lượng thoáng sửng sốt một chút sau đó mới hử lạnh nói giống như người vậy không gọi là tự tin mà là kiêu căng nào nào tới đây xem người có thể lợi hại tới mức nào lăng hàn cảm thấy hết sức hứng thú ngươi sẽ biết hồng thiên lượng hét lớn một tiếng lại phát động công kích ầm um, lần này lực lượng hắn đánh gia tăng lên thêm một ít trước đó hắn không dám ra tay quá mạnh đó là vì hắn sợ lăng hàn quá yếu một trường của hắn nếu đập chết lăng hàn vậy thì phải làm sao bây giờ tuy rằng ra ra hắn chính là thái sư đương triều nhưng cũng không thể lấy thúng úp voi bồi thường tính mạng thì nhất định là không cần nhưng dù thế nào cũng phải bị giam lại mấy năm Lăng Hàn cũng tăng lên một ít lực lượng, cùng đối phương liều mạng. Ầm, um, sau một đòn này đánh ra, Hồng Thiên Lượng lại chấn động kinh ngạc. Tại sao lại bị Lăng Hàn ngăn cản được? Hắn rõ ràng đã tăng lực lượng lên tới khoảng 40 vạn cân. Theo lý mà nói, Lăng Hàn tuyệt đối không thể nào chống đỡ được mới được. Hóa ra ngươi vẫn giấu nghề." Hắn oán hận nói, kẻ khốn kiếp lại dám coi thường mình, thật đáng giận. Trong lòng ôm nỗi hận, hắn không khỏi ra tay toàn lực. Lực lượng 50 vạn cân bạo phát, Vô cùng khủng khiếp. Lăng hàn áp chế tu vi, đồng thời phát ra lực lượng 50 vạn cân, cùng đối phương lại đối trưởng một lần. ầm, um, dưới lực lớn chấn động, sắc mặt hồng thiên lượng không khỏi trở nên khiếp sợ, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn lăng hàn. Mình đã toàn lực ứng phó, đối phương ngược lại cùng hắn đánh tới kết cục không phân thắng bại. Người trước vẫn luôn đùa giỡn ta sao, không thể không thừa nhận, ta thực sự coi thường ngươi. Hắn nghiêm nghị nói, lăng hàn chỉ mỉm cười, chỉ có điều người trung quy chỉ là một kẻ từ trong xó xỉnh quê mùa chạy đến. Hai cánh tay hồng thiên lượng rung lên, phát ra những tiếng rắc rắc do xương cốt vang lên. Hai mươi mạch có thể tu luyện ra được lực lượng 50 vạn cân. Thiên phú của ngươi là không thể nghi ngờ, nhưng, xuất thân của ngươi quyết định tính giới hạn của ngươi. Trở lại, hai chân hắn nhất thời bắn ra, bạo phát ra tốc độ nhanh tới kinh người. ầm ừ, thoáng cái, hắn gần như đã đạt tới vận tốc âm thanh, đánh một quyền về phía lăng hàn tới. a à, Lăng Hàn kinh ngạc, lực lượng của một quyền này của đối phương tuyệt đối vượt qua 50 vạn cân. a à, hắn hiểu rõ, Hồng Thiên Lượng vừa rồi quả thực đã toàn lực ứng phó. Nhưng đây chẳng qua là bí lực, hắn còn kiêm tu thể thuật. Hiện tại hai loại lực lượng này cùng nhau bắn phát ra, đẩy lực lượng của hắn lại lên tới một độ cao mới. 60 vạn cân, Lăng Hàn âm thầm vật đầu, người này đã có thể theo kịp hắn lúc 20 mạch. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có khả năng là 20 mạch hắn vẫn một quyền đáp lễ qua, ung dung vô cùng. ầm um, một quyền này của Hồng Thiên Lượng lại bị lăng hàn hóa giải. chương 3652, cực hạn thứ hai, một. Lúc này Hồng Thiên Lượng thật sự là há hốc mồm, tuy rằng lực lượng 60 vạn cân vẫn không phải là cực hạn của hắn. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn dựa vào cái gì cũng nắm giữ lực lượng 60 vạn cân. Hơn nữa, hắn còn đang hoài nghi, cái này cũng không phải là cực hạn của Lăng Hàn. Không ngờ, người lại có thể cũng luyện thể, hắn cắn răng nói, tu luyện là một chuyện rất dễ dàng, cho dù không nhận được công pháp truyền thừa, vậy dựa vào quyền pháp, chân pháp các loại, cũng có thể bước lên con đường tu luyện. Hơn nữa nghèo thì nghèo, không có vấn đề gì, thiên địa vô tư nhất, người người đều có thể lấy ra sử dụng cho mình, nhưng, thể tu lại không giống vậy, cái này rất hao tổn tiền, đặc biệt hao tổn tiền, cho dù là gia tộc hoán huyết cảnh cũng không có cách nào chịu đựng nổi. Hơn nữa, đồng dạng là tu luyện thể thuật, vậy còn có phân ra làm ba bảy loại. Loại gia tộc giống như cực cốt cảnh này chỉ có thể nói là chơi tiền. Lực lượng cực hạn của hắn là 80 vạn cân, sử dụng riêng ra, bí lực là 50 vạn cân, thể lực lại là 40 vạn cân. Kết hợp lại cùng một chỗ để sử dụng, cũng không phải là hiệu quả một thêm một, mà là phải kém hơn một ít. Dù sao, hai loại lực lượng khác nhau dung hợp, luôn không khả năng đạt được trạng thái hoàn mỹ. Trừ ca ca yêu nghiệt kia của hắn ra, hiện tại, Lăng Hàn lại có thể cũng nắm giữ lực lượng 60 vạn cân. Điều này khiến cho hắn chấn động kinh ngạc, một tiểu tử từ Thâm Sơn cùng cốc tới, cũng quá yêu nghiệt. Ta thật sự không tin, Hồng Thiên Lượng lại bạo phát, lần này, hắn không tiếp tục giữ lại, mà là lực lượng 80 vạn cân đều dốc ra hết. Ầm, ừ, một quyền này kéo tới, có khí thế rời núi lấp biển. Uy lực của thể thuật không thể khinh thường, Lang Hàn đột nhiên rất tò mò, bây giờ mình cũng bắt đầu thể tu. Vậy lực lượng cực hạn này khẳng định đột phá trăm vạn cân. Nhưng cụ thể lại là bao nhiêu? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đã theo bản năng đánh ra một quyền, không có khống chế, trực tiếp tăng lên lực trăm vạn cân. Ầm, um, veo, chỉ thấy Hồng Thiên Lượng bị chấn động bay ra ngoài, cho dù nắm đấm của hai người cũng không trực tiếp va chạm vào nhau, nhưng lực lượng của Lăng Hàn quá cường đại. Lực còn sót lại vẫn đủ để đánh tới trên người Hồng Thiên Lượng, cũng dễ dàng đánh bay đối phương ra ngoài. Ầm um, Hồng thiên lượng nặng nề ngã lăn trên mặt đất, chỉ có điều, cho dù lực lượng khoảng 20 vạn cân còn chưa đủ để chống đỡ tạo thành nhiều tổn thương cho hắn. Dù sao hắn luyện thể cũng có chút thành tựu, chút công kích ấy không nói là mưa bụi, nhưng quả thực không tính là quá mức sắc bén. Hắn thoáng cái lại bỏ dậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập sự chấn động kinh ngạc. Lực trăm vạn cân, hắn hoảng sợ nói, ngươi lại có thể tu luyện ra lực trăm vạn cân? Lăng Hàn phục hồi lại tinh thần, hóa ra không nghĩ qua lại dùng sức quá mạnh, hắn mỉm cười, không có bị thương chứ, quan tâm như vậy đơn giản là sỉ nhục quá lớn, ngực hồng thiên lượng phập phồng kịch liệt, trong cùng giai, ngoại trừ ca ca yêu nghiệt kia không nên tồn tại ở nhân gian kia, hắn vẫn không cho rằng có bất kỳ kẻ nào có thể đánh bại mình. Nhưng bây giờ lại có một người trẻ tuổi như vậy cắt ngang ở trước mặt mình. Lực trăm vạn cân, thông mạch cảnh có hai cực, một cực hạn thứ nhất chính là lực trăm vạn cân, trước mắt hắn còn không có đạt được, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn lấy được dưỡng nguyên hồ lô, ở trong đó tẩm bổ một năm rưỡi nữa, khẳng định có thể đẩy lên cực hạn này. Theo hắn biết, đế đô quả thật có nhiều người xông lên cực hạn này. Ví dụ như hoàng tử có chút thiên tư yêu nghiệt, còn có mấy hậu nhân của bốn đại soái Chỉ có điều phần lớn bọn họ đều đã xông lên hoán huyết cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn. Cực hạn thứ hai chính là lực 200 vạn cân, điều này quá kinh khủng, bởi vì hoán huyết ngũ biến bình thường cũng chỉ có chút lực lượng như vậy chỉ dựa vào bí lực không có khả năng đạt được độ cao như vậy. Có người nói cực hạn của bí lực chính là lực trăm vạn cân. Nếu còn tiến hành thể thu, đồng thời thu được lực trăm vạn cân, hơn nữa còn dung hợp hoàn mỹ cả hai lại cùng một chỗ, lúc này mới có thể đạt được 200 vạn cân cực hạn thứ hai. Vậy, gần như không có ai có thể đạt được, ngoại trừ một người, đó chính là ca ca của hắn, người không giống như nhân gian nên có. Lăng Hàn cũng không khả năng đạt được hai lực trăm vạn cân nhưng quá lực trăm vạn cân cũng đặc biệt, đặc biệt kinh người. Ở trong thông mạch cảnh thậm chí có thể xưng là người đứng đầu. Không ngờ có thể gặp được một thiên tài ở chỗ này. Hồng thiên lượng tỉnh táo lại, bình thường thôi, lang hàn rất khiêm tốn. Ngươi như vậy còn bình thường thôi, vậy ai mới có thể xưng là thiên tài? Hồng thiên lượng đã khống chế được tâm tình, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, nói, đổi lại một trường hợp khác, ngươi còn có thể cùng ta kết giao bằng hữu. Nhưng vì dưỡng nguyên hồ lô này, ta phải tranh một hồi dưỡng nguyên hồ lô lang hàn a à một tiếng đây là tên của hồ lô màu xanh à hắn cười nhạt nói ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta chiến lực không chỉ nhìn mỗi lực lượng nếu không mọi người cũng không cần đánh so sánh lực lượng không phải là xong rồi sao hồng thiên lượng nói điều này quả thật là có lý lực lượng chỉ là một phần của chiến lực đương nhiên cũng là một phần vô cùng quan trọng thậm chí có thể nói là một phần quan trọng hơn nữa lực lượng của ta chưa chắc thua ngươi. Hồng Thiên Lượng lại nói một câu, Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi còn không có dốc hết toàn lực. Hồng Thiên Lượng lộ ra vẻ mặt ngạo nghế, không trả lời Lăng Hàn. Trên người của hắn có ánh sáng màu đỏ điên cuồng phun ra. Từng huyết quản trần nổi cao, nhất thời hoàn toàn phá hủy dáng vẻ anh Tuấn của hắn. Lăng Hàn A à một chút, nói, hóa ra là vận chuyển công pháp tiến hành bạo phát à. Giống như hắn sau vận chuyển công pháp hầu ca, lực lượng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nghênh đón một bạo phát nhỏ, lực lượng trùng điệp thậm chí có thể đạt được tầng 20, dĩ nhiên, thời gian rất ngắn. Hồng thiên lượng chắc cũng là như vậy, không sai, hồng thiên lượng hừ một tiếng, ta tu chính là hổ vương công, chủ về sát phạt, có thể phá tất cả. Lời nói thật ra rất là dễ nghe, tới đi, để cho ta lĩnh giáo một chút, lang hàn cười nói, ngươi sẽ được lĩnh giáo, hồng thiên lượng nói một câu, sau đó bất chợt nhào ra. Chương 3653, cực hạn thứ 22. Hai, Ầm, hai. Um, hai chân hắn dẫm lên mặt đất, dưới lực lượng bạo phát, nhất thời khiến cho tốc độ của hắn đột phá vận tốc âm thanh. Từ góc độ Lăng Hàn nhìn tới, đặc biệt cổ quái. Bởi vì Hồng Thiên lượng bạo phát ra thanh thế khủng khiếp, nhưng ở bên này hắn lại hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không nghe thấy. Giữa hai người chỉ cách nhau có ba bốn trượng, vậy ở dưới vận tốc âm thanh lại cần bao nhiêu thời gian? Chính là trong nháy mắt, Hồng Thiên lượng đã xông tới hắn đánh ra một trường, vẽ ra tuyến đường quỷ dị. Có chút thú vị, Lăng Hàn cười nhạt, hắn cũng không cần sử dụng yêu hầu quyền, cũng chỉ là một quyền bình thường đánh ra, nhưng lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Lại thêm thể lực, thế nào cũng đạt tới 150 vạn cân. Âm 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 âm, Hồng Thiên Lượng rõ ràng chỉ là đánh ra một trường, lại hình thành hơn 10 lần công kích. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng khó có thể hóa giải được uy lực một quyền của Lăng Hàn. Cái gì, Hồng Thiên Lượng há hốc miệng, Hắn dưới trạng thái vận chuyển công pháp, vừa rồi lực lượng đã lên tới cực hạn đầu tiên trăm vạn cân. Lại thêm 14 lần lực lượng trồng chất, cho dù là một hoán huyết tam biến cũng có thể bị hắn sinh sôi đập chết. Nhưng mà, Lăng Hàn lại chỉ là sử dụng một quyền đã hóa giải được. Đơn giản, bình thường, không có một chút tận lực nào. Trời ạ, à, lực lượng của gia hỏa này mạnh mẽ đến trình độ nào? 120 vạn cân, 150 vạn cân, đây là lực lượng cực hạn của ngươi. Hồng thiên lượng thở gấp nói, lang hàn suy nghĩ một chút, hắn tuy rằng còn không có vận chuyển công pháp hầu ca, nhưng quả thực đã kích phát lực lượng nguyên thủy đến cực hạn. Bởi vậy, hắn gật đầu, nói, không sai, hồng thiên lượng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có lòng tin xông qua cực hạn đầu tiên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, hắn vạn lần không có khả năng đạt được độ cao 150 vạn cân. Ta thua, hắn chán nản nói, tuy rằng hắn mới vừa nói, lực lượng mạnh mẽ cũng không có nghĩa là chiến lược lại càng mạnh mẽ. Nhưng thời điểm lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đó chính là ưu thế giống như nghiền ép vậy. Ví dụ như một đòn vừa rồi, Lăng Hàn căn bản không cần vận dụng kỹ xảo gì, chỉ là tùy ý một đòn đã có thể khiến cho một đòn bạo phát của hắn tan rã. Hắn còn có biện pháp nào? Chỉ lấy lực lượng mà nói, ở thông mạch cảnh, người có thể so với người rất ít. Chỉ khoảng 3-4 người, hắn lại nói, giống như là đang giải thích rõ với chính mình, không phải hắn không lợi hại, mà là lang hàn mạnh đến mức quá khoa trương. Chỉ có điều, người so với người kia lại vẫn kém rất xa. Hồng Thiên Lượng lại bổ sung một câu, đây là bóng ma trong lòng hắn, lại là niềm kiêu ngạo của hắn. a à, lang hàn có chút hứng thú, người kia, ở thời điểm trước khi bước vào hoán huyết cảnh, đã tới lực lượng 200 vạn cân. Hồng Thiên Lượng nhấn mạnh từng chữ từng câu, biểu tình trên mặt vô cùng cổ quái. Vừa có bội phục, lại có đố kỵ, còn có mất mát. Ngay cả Thánh Hoàng sau khi biết, cũng đánh giá hắn là một kỳ tài ngất trời. Lăng Hàn mỉm cười, hỏi, người kia là ca ca ngươi. Hồng Thiên Lượng gật đầu, không nói gì thêm, có ý tứ, rõ ràng là ca ca ruột, nhưng ngay cả tên cũng cố ý tránh nói ra. Lăng Hàn có thể lý giải được, có một ca ca yêu nghiệt như vậy đến ép trời, áp lực trong lòng của mình lớn tới mức nào. Bởi vì không quan tâm ngươi làm được tốt, xuất sắc tới mức nào, vừa so sánh cùng với người kia lại trở nên buồn bã thất sắc ca ca ngươi tên gì? Hồng Thiên lượng hít một hơi thật sâu, thật lâu mới nói. Hồng Thiên bộ, tên của hai huynh đệ này đều rất khí phách. Một người là đo trời, một người là bước lên trời. Sử dụng ngược lại sử dụng chỉ sợ cũng có ý cấm kỵ. Dù sao trên hồng gia còn có một hoàng thất, có người nói hiện nay thánh hoàng võ công cái thế. Bất kỳ kẻ nào cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn theo. Mặc cho người cố gắng mấy đi nữa cũng chỉ có thể là tồn tại ngưỡng vọng. Hồng Thiên Lượng tiếp tục nói, từ lúc ta 18 tuổi đã có thể đột phá hoán huyết cảnh, ở trong kỷ lục hoán huyết cảnh, như vậy đủ để đứng vào danh sách 10 người đứng đầu. Nhưng ta vì đạt được kỷ lục do người kia ở trong thông mạch cảnh, vẫn kéo cho tới bây giờ. Thật sự đủ đáng buồn, suốt đời đều sống ở dưới bóng tối của một người khác. Cho dù cố gắng muốn vượt qua, lại phát hiện những điều này căn bản chỉ là phí công. Có một loại người, hắn yêu nghiệt đến mức ép trời, hoàn toàn không thể nói tới đạo lý. Lăng Hàn hứng thú, nói, Hồng Thiên Bộ lại đột phá hoán huyết cảnh ở thời điểm nào? 17 tuổi, Hồng Thiên Lượng cắn răng nói. Một gia hỏa cường đại ở thời điểm 17 tuổi đã đạt được lực lượng 200 vạn cân, thẳng tiến hoán huyết cảnh. Một người khác lại đến 22 tuổi vẫn còn đau khổ dẫy rùa ở cực hạn đầu tiên. Còn không biết có thể xông đến hay không, vừa so sánh như vậy, liền thấy tranh lệch lớn như trời. Không thể nói Hồng Thiên Lượng không đủ thiên tài, mà là người kia càng yêu nghiệt hơn so với hắn. Vậy Hồng Thiên Bộ hiện tại lại là tu vi gì?" Lăng Hàn hỏi. Hồng Thiên Lượng liếc mắt nhìn Lăng Hàn, trên mặt có biểu tình cổ quái, có đồng tình, cũng có hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Cực cốt cảnh, hơn nữa đạt tới bốn cực, cực cốt cảnh cũng phân ra năm cảnh giới nhỏ. Vậy bốn cực này còn cách năm cực và đột phá cảnh giới lớn kế tiếp cũng không xa. Bất kỳ thiên tài nào vừa so sánh với Hồng Thiên Bộ, đều sẽ buồn bã thất sắc, tự ti mặc cảm." thậm chí từ nay về sau không gượng dậy nổi cũng không có gì kỳ quái. Hồng Thiên Bộ chính là một tồn tại có thể làm cho người ta thấy tuyệt vọng. Từ điểm đó mà nói, Hồng Thiên Lượng một mực sống ở dưới bóng dâm của người kia, vẫn còn có thể duy trì ý chí chiến đấu dâng trào thật ra cũng là một chuyện rất không dễ dàng. Lăng Hàn A à một chút, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nếu như kéo thấp cảnh giới của Hồng Thiên Bộ đến thông mạch cảnh, vậy hiện tại hắn chắc hẳn không phải là đối thủ bởi vì hắn biết lực lượng của chính mình khẳng định còn không có đạt được 200 vạn cân. Chiến kỹ, kinh nghiệm, đúng vậy, điều này rất quan trọng, nhưng Hồng Thiên Bộ đã yêu nghiệt như vậy, ở hai phương diện này chắc chắn sẽ không thua kém. Cho dù thiếu chút nữa, chênh lệch lực lượng 50 vạn cân khổng lồ đủ để đền bù. Chương 3654, yêu nghiệt ép trời. Cuối cùng có một đối thủ hắn muốn theo đuổi, đối với điều này, Lăng Hàn chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực. Dưới áp lực ý chí chiến đấu của hắn quả thực muốn trùng thiên. Giống như trước đây có kỷ vô danh làm đối thủ cạnh tranh, cho Lăng Hàn áp lực cực lớn, mới khiến cho tu vi của hắn nâng cao nhanh như vậy. Lăng Hàn tràn ngập tự tin, đợi tới sau khi mình hoàn thành luyện thể thông mạch cảnh, lực lượng của hắn nhất định cũng có thể đạt được độ cao 200 vạn cân. Cho ngươi một lời khuyên, ngàn vạn không nên lấy người kia làm mục tiêu theo đuổi. Hồng Thiên Lượng nói lời này, ngược lại chính là lời nói thật lòng của hắn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, chỉ riêng lời này của ngươi ta lại để lại cho ngươi chút mặt mũi Sao tất cả hồng vân thạch ra những vật khác ta lại không đánh cướp cái gì hồng thiên lượng sửng sốt ngươi muốn đánh cướp ta lang hàn không khỏi bật cười ngươi có thể đánh cướp ta lại không cho phép ta đánh cướp ngươi sao cũng đúng nhưng hồng thiên lượng vẫn không thể tin tưởng được hắn lại là nhị tôn của hồng thái sư ngươi thật sự dám đánh cướp ta sao hắn lắc đầu đừng hòng mơ tưởng kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục theo hắn mà nói bại thì có thể nhưng còn muốn bị cướp sạch vậy tuyệt đối không được hắn không ném nổi mặt mũi như vậy lăng hàn cười điều này lại không phải do ngươi quyết định hắn ra tay lần này lại không giữ lại nữa yêu hầu quyền triển khai chiến lực của hắn lại nâng cao hồng thiên lượng chống đỡ nhưng lăng hàn chỉ cần một quyền là có thể hóa giải một đòn mạnh nhất của hắn hiện tại lăng hàn trái lại dùng tới lực lượng trùng điệp hồng thiên lượng làm sao có thể chống đỡ được chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi, hắn đã bị Lăng Hàn bắt. Hồng Thiên Lượng lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nếu như là ở bên ngoài khai chiến, hắn lại nắm giữ vài món pháp khí, còn có phù binh, lại làm sao có thể bị Lăng Hàn đánh bại như vậy được. Ầm, um, Lăng Hàn đập tới một quyền, hai mắt Hồng Thiên Lượng trắng dã, hôn mê, thiếu da, Hoán Tuyết Khoan Thai đi đến, chỉ có điều, nàng cũng bắt được con mồi, nàng đang khiêng một con sơn dương không nhỏ, con heo nhỏ màu hồng lại đứng ở trên thân con sơn dương lăng hàn gật đầu lục soát trên người hồng thiên lượng sách còn là tôn tử của hồng thái sư cái gì chứ tại sao nghèo như vậy lăng hàn thở dài nhưng hắn suy nghĩ một chút những người tiến đến tỷ thí quả thực không cần mang theo xuất thân gì tiến đến hoàn hảo chính là trên người hồng thiên lượng lại có bảy khối hồng vân thạch gia hỏa này không phải vẫn luôn tìm dưỡng nguyên hồ lô sao còn có thời gian đi tìm hồng vân thạch à mặc kệ nó thu lăng hàn thu hồng vân thạch vào lúc ăn hắn liền đem hồng thiên lượng làm đệm ở dưới mông xem như cái ghế thiếu ra ngài ăn đi hoán tuyết ân cần hầu hạ con heo nhỏ háo sắc bất mãn gào khóc kêu lên nó cũng muốn ăn à khốn kiếp nó nhìn chằm chằm vào lăng hàn vẻ mặt khổ lớn thủ thâm lăng hàn cười ha hả hắn tất nhiên sẽ không tính toán chi ly với một con heo ừ nếu như có cơ hội mang con heo này đi cho hầu ca xem tin tưởng hầu ca chắc hẳn có thể nhìn ra được con heo này rốt cuộc có lai lịch thế nào soạt xoạt, trong lúc hai người đang ăn vui vẻ, chỉ thấy có chín người gần như đồng thời từ trong rừng rậm chui ra, bao vây xung quanh lăng hàn cùng hoán tuyết. Hoán tuyết thoáng khiếp sợ, bộp, miếng thịt trong tay nàng lập tức rời xuống, bên trong còn có cả xương, vừa lúc nện ở trên đầu của con heo nhỏ màu hồng, khiến cho con heo nhỏ màu hồng kêu lên thảm thiết. dao ra hồng vân thạch, chín người này đồng thời quát, con heo nhỏ màu hồng lập tức nhảy dựng lên, quay về phía chín người hừ hừ kêu lên ý tứ là các người làm hại heo đại gia bị đập một cái, lấy cái gì tới bồi thường. Đáng tiếc, không ai nghe hiểu được tiếng heo kêu, cho dù nghe hiểu được, sợ rằng cũng không có ai sẽ để ý tới nó. Nó xem như là giống lên mất công, các ngươi là muốn đánh cướp sao? Lang Hàn cười hỏi, đúng, đánh cướp, một người kêu lên, không muốn chịu khổ cực, lại giao Hồng Vân Thạch ra. Ta nếu như không giao thì sao? Vậy đánh cho tới khi ngươi đồng ý giao mới thôi. Một người hung tận nói, a, à, đại ca đại ca xem mông người kia có người đột nhiên chỉ vào dưới thân lăng hàn nói bốp hắn nhất thời bị đánh một cái vào đầu chúng ta là tới đánh cướp ngươi lại có thể quan tâm tới mông của người khác đại ca kia quát lớn tiểu đệ này thích mông của nam nhân cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày nhưng hắn lại có thể ở thời điểm đánh cướp quan trọng như vậy có suy nghĩ sai lệch này vậy thật là quá đáng không phải đại ca đại ca xem dưới mông của người kia tiểu đệ này vô cùng ủy khuất để cho hắn nói hết lời có được hay không đại ca kia nhìn lướt qua về phía dưới mông lăng hàn đầu tiên hắn không để ý sau đó lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ dựa vào đó là hồng thiên lượng từ phía sau lưng hắn nhất thời dâng lên một hàn ý mãnh liệt ai mà không biết hồng thiên lượng đây chính là nhị tôn của hồng thái sư còn là đệ đệ của người kia giá trị võ lực của hồng thiên lượng ở trong thế hệ trẻ của đế đô tuyệt đối là nổi bật nhất bên trong thông mạch cảnh có thể coi như là đứng đầu về điểm ấy tin tưởng không ai sẽ nghi ngờ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể bị người tạ đặt ở dưới mông làm cái ghế. Cảnh tượng như vậy lại là khiến cho người ta chấn động tới mức nào. Có thể nói, đánh bại Hồng Thiên Lượng đã là chuyện không thể nào tưởng tượng được, còn dám xem tôn tử của Hồng Thái sư, đệ đệ của người kia trở thành miếng thịt lót. Điều này lại càng thêm kinh người. Đây là một vị tuyệt thế mãnh nhân, nhưng bọn họ lại muốn đánh cướp tuyệt thế mãnh nhân như vậy. A, à, ngại mạng quá dài sao? lăng hàn mỉm cười nói tốt vậy ngươi tới đánh cướp ta thử xem được đánh thì đánh mấy người còn lại không có nhận ra hồng thiên lượng dù sao ai có thể tin tưởng hồng thiên lượng sẽ bị người ta xem thành đêm dưới mông chứ bọn họ lập tức nóng lòng muốn thử khốn kiếp vị đại ca kia lập tức nổi giận liên tục đá dẫm đạp ngược mấy tên thủ hạ kia một hồi lúc này hắn mới nhìn về phía lăng hàn vẻ mặt cung kính nói vị đại gia này là mấy tên thủ hạ kia của ta không hiểu chuyện Ngài đừng để ở trong lòng. A, à, đại ca vì sao trước đó ngạo mạn sau lại cung kính như vậy? Chương 3655, cấm địa. Hiểu rồi, nhất định là đại ca đang dùng kế, trước khiến cho hắn mất cảnh giác, sau đó sẽ tùy thời ra tay, một đòn đắc thủ. Đáng khen, không hổ danh là đại ca của bọn họ. Ở trong lòng các tiểu đệ đều đang nghĩ như vậy. Đối với lão đại, trong lòng bọn họ nhất thời dâng lên lòng kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dừng lăng hàn nhìn tên lão đại này thản nhiên nói vậy ý của ngươi là không đánh cướp ta không 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 làm sao dám lão đại này liền vội vàng lắc đầu mồ hôi lạnh cũng chảy xuống sách lão đại hành động thật là giỏi ở trong lòng các tiểu đệ lại nói đối với lão đại bọn họ càng thêm kính phục lăng hàn lắc đầu nói như vậy sao được làm người nói ra phải giữ uy tín đã nói rõ là muốn đánh cướp cũng không thể bỏ dở nửa chừng ra ta sai rồi lão đại này quỳ xuống mãnh nhân dám coi hồng thiên lượng thành miếng thịt lót hắn thật sự không thể trêu vào được cho dù ở chỗ này không thể giết người nhưng bọn họ cũng không muốn cứ đợi ở chỗ này a à, lão đại lần này hy sinh cũng quá lớn vì mê hoặc đối thủ cần phải làm đến mức như vậy sao bọn họ nhìn nhau tất cả đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được cảm giác khó có thể nếu như đổi lại là bọn họ tuyệt đối không có khả năng hy sinh như thế lão đại người thực sự quá vĩ đại Bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt sẽ ra tay, sao có thể chờ lão đại đột nhiên bị gây khó dễ. Lăng Hàn cười, thật sự không đánh cướp, lão đại này đầu lắc giống như chống bỏi. Không dám, tuyệt đối không dám, Lăng Hàn gật đầu, nếu không đánh cướp, vậy thì đi đi, Trung Quy sẽ không muốn lừa cơm của ta chứ. Đi, đi, lập tức đi, lão đại này thở phào nhẹ nhõm, có thể toàn thân trở ra như vậy, thực sự không thể tốt hơn. Hắn bảo dậy, vung tay lên, nói còn không mau mau cút đi cho lão tử các tiểu đệ mờ mịt nói rõ trước là mê hoặc đối thủ sau đó sẽ hạ thủ mà mê hoặc như vậy là thành công nhưng thế nào lại không hạ thủ còn đứng ngây ra đó làm cái gì nhanh cút xéo cho ta lão đại này quát to các ngươi làm vậy là muốn gây phiền toái cho hắn sao thật vất vả mới khiến cho tuyệt thế mãnh nhân này đồng ý thả bọn họ đi các tiểu đệ tuy rằng không giải thích được nhưng lão đại nói đương nhiên là phải nghe theo Tất cả đều theo hắn rời đi, Lăng Hàn không khỏi mỉm cười, thật không nghĩ tới Hồng Thiên Lượng còn có chút tác dụng. Nếu như để cho Hồng Thiên Lượng biết được điều này, chắc hẳn ngay cả máu hắn đều ói ra. Lẽ nào giá trị cuộc đời của hắn chính là trấn áp mấy tên côn đồ thôi sao? Một đêm trôi qua, ngày hôm sau Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết tiếp tục rời đi. Xui xẻo cho Hồng Thiên Lượng vẫn nằm ở đó, tin tưởng lấy khí lực của cho dù bị đông lạnh một buổi tối cũng sẽ không bị cảm mạo gì lăng hàn một lần nữa nghiên cứu dưỡng nguyên hồ lô một chút hắn phát hiện năng lượng thần kỳ ở đây lại có hơn nữa còn đạt tới trình độ tương đối nồng đậm hắn hiểu rõ chỉ cần không có vật còn sống hồ lô liền sẽ sinh thành năng lượng bổ dưỡng mà một khi có tiến vật còn sống vào năng lượng này liền sẽ bắt đầu tẩm bổ tiêu hao hết mới thôi thảo nào lại có tên là dưỡng nguyên hồ lô đáng tiếc lăng hàn cũng không phải là hồng thiên lượng quang não của hắn không có cách nào nối mạng bởi vậy hắn cũng không tra được nhiều tư liệu có liên quan tới dưỡng nguyên hồ lô. Hai người không ngừng di chuyển, khu vực này thật sự rất lớn, trong lúc đó khó tránh khỏi lại bị người cướp đoạt, kết quả tất nhiên là bọn họ cướp ngược lại người khác. Điều đó cũng khiến cho Lăng Hàn thu được càng lúc càng nhiều hồng vân thạch. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thời gian trôi qua rất nhanh, dần dần càng tới gần thời hạn sàng lọc kết thúc, những người dự thi này cũng trở nên điên cuồng. Giữa bọn họ phát sinh tình hình công kích càng lúc càng nhiều. Lăng Hàn tất nhiên không sao, hiện tại hắn tuyệt đối là vô địch ở trong thông mạch cảnh. Cho dù Hồng Thiên Lượng và các thu lĩnh loại người đã thông hai mười mạch này liên thủ, hắn cũng không sợ. Mười người tới cũng không đủ nhìn, hắn đang nghiên cứu dưỡng nguyên hồ lô, mỗi ngày hắn đều sẽ đi vào tu luyện, hắn phát hiện năng lượng trong đó tuy rằng có thể dùng để tu luyện, nhưng thực sự nâng cao đối với tinh thần lực lại lớn hơn nữa. Dưỡng nguyên, dưỡng nguyên, dưỡng chính là nguyên thần, Lăng Hàn không khỏi vui mừng bất ngờ bởi vì mãi cho đến tận bây giờ phương pháp và thủ đoạn nâng cao bí lực rèn luyện thể phách cũng rất nhiều cũng không thiếu đan dược thiên tài địa bảo khác biệt chỉ là chuyện đắt hay rẻ mà thôi nhưng lại có công pháp nâng cao tinh thần lực sao mà bảo quả vô giá muốn mua cũng không được sau khi hắn thu được danh hiệu đứng đầu luận võ hồ cứ thành mới có thể có được một viên kỳ vân quả dưỡng nguyên hồ lô có thể khiến cho tinh thần lực lớn mạnh đây tuyệt đối là trí bảo không thiên lượng chắc cũng chỉ là kiến thức nửa vời hắn chỉ cho rằng dưỡng nguyên hồ lô có thể tẩm bổ thân thể, nâng cao trình độ sinh mạng mà thôi. Nhưng hắn căn bản không biết, nó nhằm vào chính là thần thức. Cái này lại không cần nói cho đối phương biết, lang hàn hết sức hài lòng, tinh thần lực hiện nay chỉ có thể sử dụng ở trên luyện đan và trận đạo. Nhưng hắn có cảm giác, chắc là võ đạo vừa mới bắt đầu phát sinh, sau này nhất định còn có công dụng lớn hơn. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, đến thời gian ngày thứ chín, mọi người càng trở nên điên cuồng hơn, hoàn toàn mất đi lý trí vốn người yếu không dám tập kích cường giả nhưng bây giờ lại có chuyện như vậy phát sinh có người dùng phục kích có người yếu ớt lại liên thủ với nhau nói tóm lại khắp nơi đều đang chiến đấu lang hàn cùng hoán tuyết lại đi tới dưới một ngọn núi ở đây dựng thẳng một tấm bảng hiệu viết sáu chữ phía trước nguy hiểm cấm vào thiếu ra chúng ta vẫn quay lại đi hoán tuyết lá gan rất nhỏ đây là do xuất thân của nàng quyết định nhãn giới còn chưa mở rộng ra Lăng Hàn lại hứng thú mười phần, nói, không có việc gì, trong quy tắc sàng lọc cũng không có nói chỗ nào không thể đi vào. Cho nên, vào xem cũng không sao, nhưng thiếu gia, bên trong rất nguy hiểm. Hoán tuyết nhỏ giọng nói, nàng vừa lo lắng cho sự an toàn, lại không dám đối nghịch lại với thiếu gia nhà mình. Nếu như có nguy hiểm, chúng ta còn có thể trốn ở trong hồ lô. Không sợ, Lăng Hàn nếu đã cảm thấy hứng thú, lại làm sao có thể vì mấy câu mà bỏ đi chú ý chương 3656, chó lớn. a à, hoán tuyết chỉ có thể gật đầu, nàng luôn luôn không có chủ kiến gì. Hai người bước qua tấm bảng hiệu này, đi về phía trên núi. Dọc theo con đường này cũng không nhìn thấy thứ gì khác thường. Điều này khiến cho hoán tuyết cũng dần dần yên tâm. Đây có thể là trò đùa dai của người nào đó. Chỉ có điều, Lăng Hàn lại lộ ra vẻ nghiêm nghị. Lăng Hàn cảm ứng được một khí thức vô cùng mịt mờ, cường đại không gì sánh được. Chắc là cực cốt cảnh, trong lòng hắn thầm nghĩ nàng tạm thời ở lại chỗ này chờ hắn hạ giọng nói điểm tốt nhất của hoán tuyết chính là nàng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều chỉ ngoan ngoãn gật đầu lang hàn triển khai thân hình bước đi về phía trên núi bước chân hắn nhẹ nhàng gần như không phát ra một chút âm thanh nào chỉ một lúc sau hắn đã đến đỉnh núi vù 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 tiếng ngáy cực lớn truyền tới giống như tiếng sấm nổ vang bước chân lang hàn càng thêm chậm rãi hắn lại biết cực cốt cảnh quá cường đại đừng thấy hiện tại ngủ được chết như vậy nhưng chỉ cần có động tính hoàn toàn khác thường sẽ liền lập tức tỉnh lại hắn thò đầu nhìn qua không khỏi kinh ngạc bởi vì tồn tại phát ra tiếng ngáy này lại là một con chó chó béo cả người gần như là tròn ủng da lông lại đen bóng tới mức phát sáng giống như được bôi dầu hình thể con chó này rất lớn nhưng cũng không có đạt được cấp bậc khổng lồ chính là có kích thước giống như một con trâu hiện tại nó đang ngủ say một đầu lưỡi đưa ra ngoài theo tiếng hít thở, phía trên mũi lại có thể còn có một bọt khí, không ngừng phóng to, thu nhỏ lại. Thật khiến người ta không khỏi hiếu kỳ, cái bọt khí này lúc nào sẽ đột một nổ tung. Một con chó béo như thế, lại là tồn tại chỉ ít cực cốt cảnh sao? Nếu như đây là con chó mẹ, có thể để cho đại hắc cẩu đi quyến rũ nó hay không? Trong đầu lăng hàn xẹt qua một cái ý niệm như vậy. Nhưng hắn lập tức bật cười, cho dù có thể thả đại hắc cẩu ra, cho dù đây thật sự là một chó mẹ, nhưng tới thuộc tính trộm tiện của đại hắc cẩu làm sao có thể khiến một con chó mẹ để ý tới thôi hắn lại nhìn qua chăm chú a à, hắn phát hiện ở bên cạnh con chó béo này có một gốc cây cây này rất thấp chỉ cao chừng nửa người nhưng mọc lại vô cùng tươi tốt tán cây mọc thành hình bán cầu mấu chốt nhất chính là lá cây phía trên kia mỗi một mảnh lại có thể không giống nhau có cái giống như kiếm có cái giống như đao có cái lại giống như thương đủ loại đều có thậm chí gió thổi qua những lá cây này còn phát ra những tiếng len keng, giống như binh thực sự đang va chạm vào nhau. Theo bản năng, Lăng Hàn cho rằng đó là một gốc cây bảo thụ. Cho nên mới có một con yêu cầu cường đại trông coi. Tấm bảng phía bưới viết cảnh cáo, rõ ràng bày tỏ, phía bên học viện đế đô có biết con chó béo này tồn tại. Đương nhiên cũng không có khả năng bỏ lỡ gốc cây bảo thụ cổ quái này. Nói không chừng, con yêu khuyển này chính là do phía học viện nuôi. Tuy rằng quan hệ giữa yêu thú cùng nhân loại không được tốt lắm, nhưng cường giả nhân loại vẫn có khả năng thu phục yêu thú làm chiến sủng trong nhà hộ viện các loại. Vấn đề là, con chó giữ cửa này lại nằm như vậy, hắn như thế nào có thể lại gần? Lăng Hàn cũng không cho rằng mình có thể lặng lẽ không một tiếng động gần một con yêu khuyển cực cốt cảnh mà không bị phát hiện. Cho dù đối phương còn đang ngủ say, có, hắn lui trở lại, nói với tiểu thị nữ một lượt kế hoạch của mình. Thiếu ra, làm như vậy có thể quá nguy hiểm hay không? Mặt mũi hoán tuyết trắng bệch, đây chính là yêu thú cực cốt cảnh đấy, mở miệng là có thể cắn chết thiếu ra, yên tâm, Lăng Hàn an ủi nàng nói, con heo nhỏ màu hồng lại nhếch miệng cười lạnh, nó thật ra hy vọng Lăng Hàn bị yêu thú ăn thịt, nhưng nó còn không có hả hê, cười trên nỗi đau của người khác được bao lâu, nó đã cảm thấy cổ nhất thời nặng nề, nó đã bị Lăng Hàn sách lên. Người đi theo ta cùng, ếch con heo háo sắc này phát ra tiếng thét chói tai, nó tất nhiên là không chịu. Lăng Hàn làm sao có thể để ý tới nó? đầu tiên hắn giấu dưỡng nguyên hồ lô ở một nơi ẩn núp sau đó tiến hành kiểm tra thời gian chạy đến gần hắn lấy tâm niệm tiến hành khai thông veo thân thể hắn lập tức lại lập tức biến mất nếu như điều này bị người khác nhìn thấy được nhất định sẽ hô to gặp quỷ trên thực tế lăng hàn tiến vào trong không gian bên trong dưỡng nguyên hồ lô heo háo sắc người phối hợp một chút bằng không lại ném người ở bên ngoài cho chó ăn lăng hàn ra khỏi hồ lô nhìn về phía heo háo sắc nói nó cũng không cùng nhau tiến vào trong hồ lô, heo háo sắc không cam lòng gật đầu, nó ngược lại không phải là sợ bị yêu thú ăn sống, mà là nó sợ mình bị yêu thú ngậm đi, nó đi đâu tìm được muội muội xinh đẹp. Được, lang hàn gật đầu, hắn mang cho heo háo sắc là để đề phòng nếu có chuyện chẳng may xảy ra. Như vậy cũng có thể trấn áp yêu thú, tuy rằng không biết đối với thú lớn cực cốt cảnh, con heo háo sắc này có thể đưa đến hiệu quả hay không. Sau khi an bài cho hoán tuyết xong xuôi, Lăng Hàn chuẩn bị hành động. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó chính là lấy thân làm mồi nhử, thu hút con yêu khuyển kia đuổi theo hắn. Hoán Tuyết lại nhân cơ hội hái lá cây, Lang Hàn chạy đến gần giữa nguyên hồ lô, liền trực tiếp chui vào trong đó. Nếu chẳng may bị béo chó sớm đuổi kịp, hắn lại lấy con heo háo sắc tới đe dọa. Chỉ mong con heo béo này có thể phát huy tác dụng. Vèo, hắn ném ra một tảng đá nặng nề đập xuống đất, gây ra tiếng động rất lớn. Con chó béo kia lại có thể không động đậy. Nếu không phải trên lỗ mũi nó còn đang có bọt khí phập phồng to nhỏ, thật sự khiến cho người ta nghi ngờ nó có phải đã chết hay không. Heo lười biếng như thế ngược lại cũng hiểu được, dù sao cũng là heo, nhưng một con chó thế nào cũng sẽ lười biếng đến như vậy. Lăng Hàn thì thào, heo háo sắc không cam lòng, nhìn về phía hắn nghe nanh múa vuốt, không cho phép người nhìn heo nổi bật như vậy. Trở lại, Lăng Hàn lại ném một tảng đá, lần này hắn trực tiếp nhắm ngay con yêu khuyển, bộp, tảng đá đập tới, nhưng lúc chạm được trên thân con yêu khuyển, lại chợt nổ một cái nát bấy. Thật là lợi hại, Lăng Hàn chấn động kinh ngạc, hoán huyết cảnh khí huyết trùng thiên, giống như thực chất. Cực cốt cảnh này thì càng thêm lợi hại, khí tức tràn ra khỏi thân thể cũng đáng sợ như vậy. Ngay cả tảng đá cũng có thể chấn động tới mức nát bấy. Trường 3657, lá cây một Thảo nào con yêu khuyển này có thể ngủ được như chết vậy? Vậy có phải có thể đi tới hái lá cây hay không? ý nghĩ suy tính mê người này khiến cho dưới chân lăng hàn lại không khỏi di động lặng lẽ đến gần con chó béo lớn kia rất tốt ra hỏa này một chút phản ứng cũng không có hoán tuyết ở phía xa thấy vậy rất kinh ngạc điều đó không giống với kế hoạch đã bàn tới trước đó khi lăng hàn cách con chó béo còn chưa đủ một trượt nhưng chó béo còn đang ngủ say tiếng ngáy như sấm rất tốt tiếp tục duy trì chó ngoan chó ngoan lăng hàn đi tới bên cây cẩn thận quan sát chỉ là trong nháy mắt hắn có thể kết luận trên gốc cây này tổng cộng có 999 cái lá cây. Mỗi một cái lá cây đều có hình dạng là một loại binh khí. Đồng dạng là kiếm, còn có thanh đoản kiếm, trường kiếm, kiếm cong, câu kiếm các loại khác nhau. Lăng Hàn có một loại ảo giác, thế nào lá cây này hình như thật sự có thể trở thành binh khí. Cây kỳ lạ, hắn đang muốn đưa tay lấy một chiếc lá cây xuống để nghiên cứu. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng. A, à, tiếng ngáy, hắn chợt xoay người lại lập tức hoảng sợ, bởi vì chẳng biết từ lúc nào con chó béo này đã đứng lên, đang theo dõi hắn. Thời điểm thấy hắn quay đầu lại, nó liền mở miệng ra, thè ra một đầu lưỡi thật dài. Nước bọt ào ào chảy xuống, dựa vào, thật xấu hổ, lăng hàn cười ha hả, sau đó chợt ra tay, ếch con heo háo sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì nó bị lăng hàn cứng rắn nhét vào trong miệng con chó lớn. Sau đó, lăng hàn chạy thoát thân, phi toa bộ được triển khai ra, ở trong chớp mắt lại phát ra tốc độ đáng sợ. Âm, tiếng nổ vang lên, hình thành sóng trùng kích đáng sợ, thổi tới lông chó bay loạn. Con chó béo kia sừng sốt, biến hóa như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng nó lập tức cũng xoay người lại, nhanh chân đuổi theo về phía lăng hàn. Ếch ếch, con heo háo sắc kêu lên thảm thiết, khốn kiếp, nó còn đang ở trong miệng chó này. Sau khi con chó béo chạy được vài bước, nó cũng phát hiện ra trong miệng mình bị nhét một con heo, có chút khó chịu tuy rằng con lợn sữa không lớn nhưng hình thể của nó cũng không lớn lắm sau khi bị nhét một con lợn sữa nhỏ hàm trên của nó dơ lên cao cũng sắp chắn mất tầm mắt nó dùng sức cắn một cái đã tưởng con lợn nhỏ này bị cắn thành đống cặn bã bắn xuống răng nhỏ nhưng dùng lực một lát nó lại phát hiện con heo này lại có thể co giãn một cách thần kỳ răng của mình tuy cắn xuống nhưng không có cắn thủng được thân heo trái lại lập tức lại bắn ra tình huống gì vậy con chó béo có cảm giác như đang nằm mộng nó lại là tồn tại cực cốt cảnh nhưng có thể cắn không vỡ được một con lợn sữa nhỏ nó lại cắn vẫn không có tác dụng sau vài lần cắn nó không thể không thừa nhận mình thật sự cắn không được ra hỏa thối ở trong miệng của mình bộ dạng như vậy tiếp tục thế nào nó vội vàng nôn ra phun ra con lợn sữa nhỏ con heo nhỏ háo sắc lập tức hừ hừ vài tiếng bộ lộ ra tâm tình phẫn nộ của mình nó một hồi mắng lăng hàn không trượng nghĩa một hồi lại con chó ngu này có mắt không tròng ngay cả nó cũng dám hạ miệng Chờ một lát nữa, sau khi nó ra ngoài, mỗi ngày đều ăn thịt chó, ăn đến khi nôn ra mới thôi. Chó béo lớn nhìn chằm chằm vào con heo háo sắc một lát. Nó thật ra tràn ngập hứng thú đối với con heo này. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bắt lấy ra hỏa muốn lấy trộm lá cây kia thì thỏa đáng hơn. Dù sao đây chính là đất của học viện, tiểu tử này lại dám chạy tới trộm đồ, nhất định phải bắt lại. Nghĩ đến roi da của người nào đó, nó không khỏi run lên. Nó cũng không muốn bị đánh, đuổi theo, nó rỗi bốn chân đuổi theo về phía lăng hàn hoán tuyết trợn mắt há hốc mồm điều này hình như giống với kế hoạch con chó béo đuổi theo thiếu gia nhưng trung quy nàng vẫn cảm giác không đúng ở chỗ nào đó nàng vội vàng chạy ra ngoài đi hái vài cái lá cây trước sau đó lại chạy tới bế con heo nhỏ háo sắc lên nhanh chân bỏ chạy con chó béo này rất nhanh sẽ trở về nàng phải mau chóng rời khỏi đây bằng không nhất định sẽ gặp phải xui xẻo lăng hàn chạy tuy rằng hắn chạy trước chó lớn vẫn chậm hơn một chút. Nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh, so với hắn vận chuyển phi toa bộ còn nhanh hơn, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nó đang nhanh chóng tới gần. Tốc độ này gần như đã gấp hai tốc độ âm thanh. Mắt thấy sắp đến nửa phút, Lăng Hàn lại phát hiện mình còn xa mới đạt đến cực hạn. Bằng không vào lúc này hắn chắc hẳn đã cảm thấy toàn thân nóng lên. Đặc biệt là hai cái đùi, phải giống như muốn nổ tung. Đây là kết quả hắn luyện thể thể phách trở nên mạnh mẽ, cực hạn chịu đựng đương nhiên cũng tăng lên theo. Chỉ có điều cho dù như vậy, con chó béo lớn cũng càng lúc càng gần. Không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp hắn. Dựa vào, người không phải lười biếng tới mức ngay cả tảng đá đập vào cũng không tỉnh lại sao? Thế nào lại đột nhiên tỉnh lại? Người rõ ràng lười biếng như thế, tại sao muốn chạy nhanh như vậy? Nói xem, toàn thân người cũng mọc dài lông như vậy, thế nào còn có thể chạy nhanh như vậy? Ở trong lòng lăng hàn thầm mắng lớn. Mắt thấy sẽ bị đuổi kịp, nhưng khoảng cách giữa hắn và dưỡng Nguyên Hồ Lô cũng chỉ có gang tấc. Hắn vận chuyển công pháp Hầu Ca, tốc độ nhất thời xuất hiện một lần bạo phát nhỏ. Ầm, uhm, hắn đã tới một tốc độ gấp 5 lần so với vận tốc âm thanh, khiến cho con chó lớn vốn sắp tới gần, lập tức tụt lại. Con chó béo phát ra tiếng sủa, nó sẽ không để cho tên trộm này chạy thoát, nó vươn móng vuốt, chụp về phía Lăng Hàn, khoảng cách đã đủ gần. Vù, nhưng vào lúc này, mắt chó của nó hoa lên một cái phía trước đã không thấy hình bóng lang hàn nữa chuyện gì xảy ra thân hình con chó béo vội vàng dừng lại nó dùng mũi tìm kiếm khắp nơi nhưng khí thức của tiểu tặc kia dừng lại ở trong không trung trước mặt nó biến mất thật cổ quái nó ở bốn phía xung quanh tìm một vòng lại hoàn toàn không có thu hoạch nó ở tại chỗ đặt mông ngồi xuống sử dụng móng vuốt gãi gãi cái cổ trong lòng cảm thấy không giải thích được thôi đi không gặp thì không gặp dù sao cũng không có bị tiểu tặc kia trộm đi thứ gì chỉ cần nó không nói, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Có một câu gọi là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Về nhà ngủ cho bất việc, thuộc tính lười biếng của con chó béo này chiếm thượng phong. Hơn nữa, nó cũng muốn đi nghiên cứu xem con lợn sữa kia. Rõ ràng nó không cảm ứng được bất kỳ sóng chấn động lực lượng nào. Tại sao da của con lợn sữa kia lại dày như vậy? Ngay cả răng nanh của nó cũng có thể đỡ được. mươi 3658, lá cây 2. Nó một đường chạy chậm trở lại, a, à, heo đâu, nhìn lại bụi cây kia, nó không khỏi há hốc mồm. Thiếu đi 13 cái lá cây, nhìn những vết tích hái này còn vô cùng mới, hiển nhiên sau khi nó rời khỏi mới bị người ta lấy đi. Không tốt, chúng kế điều hổ, không, kế điều chó rời núi, nghĩ đến roi của người nào đó, nó không khỏi kẹp cái đuôi lại. A, à, có nên suy nghĩ đào một cái động trốn thêm mấy ngày sẽ tốt hơn hay không? Đợi tới khi chó béo đi rồi, Lăng Hàn vội vàng từ bên trong dưỡng nguyên hồ lô đi ra. Ngay lập tức, hắn chạy xuống chân núi gặp lại hoán tuyết. Nếu như chỉ số thông minh của con chó béo đột nhiên tăng lên, ngồi sổm canh chừng ở chỗ hắn biến mất, vậy chuyện sẽ rất không hay. Thiếu ra, lúc nhìn thấy được Lăng Hàn, hoán tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng lấy ra 13 cái lá cây đưa cho Lăng Hàn. Bởi vì thời gian khẩn cấp, nàng cũng chỉ hái được vài cái như thế. Lăng Hàn thu 12 cái lá cây vào trong hồ lô, chỉ cầm một chiếc lá tiến hành nghiên cứu. Học viện phái một con yêu thú cực cốt cảnh trông coi cây này, tuyệt đối không thể là vật tầm thường được. Chỉ là trong lúc nhất thời, Lăng Hàn chỉ có thể cho ra một kết luận. Đó chính là bản thân lá cây vốn có tính dẻo cực lớn. Hắn sẽ không rách, chỉ riêng điểm này cũng đủ để nói rõ những lá cây này không tầm thường. Hay là chờ sau khi ra ngoài, lên trên mạng, lại điều tra sau vậy hắn thu hồi lá cây, bắt đầu kế hoạch đánh cướp của hắn. Thuộc tính may mắn phát huy, hắn luôn có thể gặp phải những người mắt không mở, chủ động cướp giật về phía hắn, căn bản không cần chính hắn phải đi tìm. Sau đó, hồng vân thạch trên người hắn càng lúc càng nhiều, cũng sắp vượt quá 100 cái. Cuối cùng, kỳ hạn 10 ngày đã đến, tất cả mọi người bị đại trận đưa ra ngoài, lại xuất hiện ở trên quảng trường. Phần lớn mọi người đều than thở, bọn họ không thể thu được một khối hồng vân thạch nào, Hiển nhiên là Vô Duyên tiến vào học viện Đế Đô, người trong tay có Hồng Vân thạch lưu lại, những người khác lập tức rời đi. Phía học viện một lão đầu vô cùng uy nghiêm đi ra, lớn tiếng nói. Âm thanh vang dội, chấn động tới mức người ta cảm thấy đau lỗ tai. Đoàn người bắt đầu rời đi, chỉ để lại có vài người thưa thớt. Một số nhân viên của học viện không khỏi lộ ra sắc mặt cổ quái. Ban đầu bọn họ tính toán là từ trong những người thu được Hồng Vân thạch, chọn ra 100 người có số lượng tối đa nhưng trước mắt đếm tới đếm lui cũng chỉ có 79 người. Như vậy chỉ cần nghiệm chứng có phải đều có Hồng Vân Thạch hay không, là có thể qua cửa ải, tiến vào học viện đế đô. Tất cả đều lấy Hồng Vân Thạch ra, lão đầu nói, theo người quen biết nói, hắn tên là Phan Thiên Vũ, là cường giả cực cốt cảnh, chấp giáo cao cấp của học viện, nổi tiếng về tính tình nóng này. Cho nên, ngàn vạn lần không nên chọc cho hắn tức giận. Nếu không cam đoan sẽ bị đánh một trận uổng công, mọi người lần lượt lấy ra Hồng Vân Thạch của bản thân ít thì một khối, nhiều thì bốn năm khối. Cho dù là những người hai mươi mạch giống như các thu lĩnh, hắn cũng không thu được quá mười hai khối hồng vân thạch. Hồng thiên lượng ít hơn, chỉ có chín khối. Hắn bị lăng hàn cướp sạch, số lượng đương nhiên sẽ không nhiều. Phan thiên vũ kinh ngạc, a, à, số lượng này không đúng. Lần này học viện rõ ràng đưa lên ba trăm khối hồng vân thạch. Lẽ nào, còn có hơn phân nửa không bị người phát hiện sao? Mãi đến khi Lăng Hàn lấy ra Hồng Vân Thạch, Phan Thiên Vũ mới biết vì sao cũng chỉ có hơn 70 người nhận được Hồng Vân Thạch. Hơn nữa số lượng của mỗi người còn ít như vậy, một mình ra hỏa này đã có được hơn 100 khối. Dựa vào, tiểu tử ngươi là vận khí nghịch thiên, hay đánh cướp của bao nhiêu người vậy? Được, rất tốt, các ngươi đều qua cửa ải. Phan Thiên Vũ gật đầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một thành viên chính thức của Học viện Đế Đô. Bây giờ đi về thu thập một chút, sáng sớm ngày mai chính thức báo danh vừa nghe nói như thế tất cả mọi người đều hưng phấn vô cùng học viện đế đô lại là thánh địa võ đạo mỗi một người trẻ tuổi đều tha thiết ước mơ muốn đi vào bọn họ rời đi xuất hiện ở trước cửa lớn lại ấn vân tay một chút như vậy tin tức thân phận của bọn họ lại ghi lại ở trong học viện học viện đế đô không thu học phí do hoàng gia gánh vác hồng thiên lượng nhìn lăng hàn thêm vài lần lúc này mới quay đầu rời đi ánh mắt hắn rất phức tạp hàm chứa rất nhiều lời không thể nói hết hắn là tuyệt đối không thể buông tha dưỡng nguyên hồ lô cho nên hiện tại coi như là gửi ở chỗ của lăng hàn một ngày nào đó hắn sẽ đoạt lại hắn rất cao ngạo xem thường chuyện lấy danh nghĩa hồng ra đi ép lăng hàn bởi vậy biện pháp hắn có thể nhận được dưỡng nguyên hồ lô cũng chỉ có thể ở trên phương diện thực lực vượt quá lăng hàn sau đó đánh bại đối thủ cho nên tiếp theo hắn sẽ khổ luyện mau chóng đạt được lực lượng cực hạn đầu tiên trăm vạn cân sau đó hắn trùng kích hoán huyết cảnh lấy ưu thế cảnh giới đi ép lăng hàn đại ca, các thu lính đã đi tới. Lăng Hàn thật ra có chút sợ ra hỏa kia, bởi vì hắn hoàn toàn không phân rõ giữa nói thật hay là trêu ghẹo, tuyệt đối sẽ gây ra rất nhiều chuyện xấu hổ. Bởi vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu, vội vàng dẫn theo hoán tuyết rời khỏi đó. Rời khỏi 10 ngày, hắn cũng phải trở về nhìn, đừng để cho người xông vào cửa, trộm đồ vật trong phòng. Thật may, tử điểm nơi hắn ở tương đối xa hoa, chị An cũng không thể chê được, đồ không ít một cái. Lăng Hàn yên lòng tuy rằng tiền tốn nhiều nhưng không tiêu uổng một đêm trôi qua hắn lại cùng hoán tuyết đi trả phòng bởi vì từ hôm nay trở đi bọn họ lại không cần ở nữa bọn họ có thể tiến vào học viện đế đô ở hắn không cần lo lắng tìm không ra tôn kiếm phương có quang não bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ hắn vừa dốc lòng chuẩn bị đi học viện vừa truy tìm tư liệu của dưỡng nguyên hồ lô nhưng không tìm được một chút tin tức nào ngược lại bụi cây kỳ quái kia không khó điều tra tin tức liên quan rất nhiều nó được kêu là dưỡng binh thụ, sẽ không kết quả. Chỗ chân quý lại ở những cái lá cây đó, bởi vì lá cây có thể coi như phù binh để sử dụng. Dưỡng binh thụ lại kết 999 cái lá cây. Mỗi cái lá cây sau khi hoàn toàn lớn lên, tháo xuống chính là phù binh cao cấp nhất hiện nay, có thể phát huy ra uy năng của Minh Văn Cảnh. chương 3659, nuôi binh thụ. Minh Văn Cảnh chính là cảnh giới trên cực cốt cảnh, chỉ có điều, 13 cái lá cây trong tay Lăng Hàn còn xa mới đạt được trình độ trưởng thành hoàn toàn. Cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng cũng không biết, cần phải thực chiến để chứng minh, Lăng Hàn cũng không dám lấy mình tới thử. Vạn nhất đưa ra cực cốt cảnh công kích thì phải làm sao bây giờ? Muốn chết sao? Lăng Hàn vẫn biết một chút về trình độ võ đạo ở Đế Đô. Đây chính là vòng đại biểu cho võ đạo cao nhất của toàn bộ Huyền Bắc quốc. Trên cực cốt cảnh là minh văn cảnh, trên minh văn cảnh lại là khai khiếu cảnh, có người nói toàn bộ huyền bắc quốc cũng chỉ có một người đạt tới khai khiếu cảnh đó chính là thánh hoàng hiện nay đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong võ đạo vô địch trên đời nhưng cho dù là như vậy vị thánh hoàng này bình thường vẫn bế quan có người nói hắn muốn trùng kích cảnh giới trên khai khiếu nhưng trên khai khiếu rốt cuộc là cảnh giới gì lại không ai biết võ đạo sơ hưng tất cả tư liệu đều xuất phát từ văn minh đời trước nhưng bây giờ tư liệu quá ít thậm chí phần lớn mọi người cho rằng khai khiếu cảnh chính là đỉnh phong của võ đạo bởi vì không thấy toàn bộ huyền bắc quốc cũng chỉ có thánh hoàng bệ hạ mới đạt tới cảnh giới này sao đã như vậy đây nhất định chính là đỉnh phong võ đạo thành tựu của thánh hoàng bệ hạ về văn hóa giáo dục võ công đệ nhất thiên hạ ngay cả lão nhân gia cũng chỉ có thể tu đến khai khiếu cảnh vậy khai khiếu cảnh này không phải điểm cuối của võ đạo thì là cái gì dưới khai khiếu cường giả minh văn cảnh sẽ nhiều hơn ví dụ như mấy nữ nhi của thánh hoàng bệ hạ tuổi khá lớn chẳng hạn như trấn thủ khắp nơi bốn đại soái bảo vệ xung quanh huyền Bắc Quốc, ví dụ như nghị sự trưởng đại nhân thay mặt trông coi chính vụ. Hay ví dụ như Hồng Thái Sư, trừ những người đó ra, có còn cường giả minh văn cảnh khác hay không cũng không biết. Nhưng số lượng chắc chắn sẽ không nhiều, có lẽ lại lọt hai ba người khác. Tiếp theo, cường giả cực cốt cảnh lại càng nhiều hơn. Cho dù là trong học viện đế đô đều có mấy người. Đế đô thực sự là ngọa hổ tàng long. Phải biết rằng, Cường giả cực cốt cảnh đi ra khỏi đế đô, bất kể đi tới thành thị nào đều có thể xây một đỉnh cấp hào môn. Lăng Hàn cảm khái một chút, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ toàn diện đối với võ đạo hiện nay. Năm cảnh giới, lại là năm quy chuẩn thành vương, Lăng Hàn vẫn cố ý tìm kiếm tư liệu về Hồng Thiên Bộ. Người này thật sự đặc biệt yêu nghiệt, 17 tuổi trở thành hoán huyết cảnh, 20 tuổi bước vào cực cốt cảnh, hiện tại 23 tuổi, đã đứng thứ tư trong hàng ngũ của cực cốt cảnh. Lại bước thêm hai bước Hắn đã có thể trở thành minh văn cảnh, dưới một người, trên vạn người. Từ tình hình Hồng Thiên Bộ ở thông mạch cảnh tu ra 200 vạn cân, liền có thể suy đoán, người này tất nhiên đã tu luyện mỗi một cảnh giới đến mức độ hoàn mỹ. Nếu không, chắc hẳn hắn bây giờ không phải là tứ cực, mà là đã sớm bước vào minh văn. Nói cách khác, chiến lược của con người này khẳng định đạt tới minh văn cảnh. Vấn đề là có thể địch nổi bậc thang minh văn lần thứ mấy mà thôi. Áp lực rất lớn, một đối thủ như vậy hắn mặc dù nói áp lực lớn nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh như vậy mới có động lực xe rất nhanh đã đến học viện đế đô hai người xuống xe trà vân tay thông qua cửa lớn của học viện tất nhiên có người phía học viện chịu trách nhiệm an bài nơi ở cho bọn họ giảng giải quy định trong học viện tổng kết lại rất đơn giản đánh nhau tùy ý không nên dẫn đến tử vong tàn tật là được cho nên trong học viện chuyện đánh nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau tuyệt đối không cần ngạc nhiên như mấy vị tôn tử của bốn đại soái lại từng người xây dựng thế lực của mình sau này chờ bọn họ rời khỏi học viện tất nhiên còn có thể có hậu nhân của bốn đại soái ra khác nhận làm ca ca như vậy truyền thừa ở học viện đã không phải là chuyện một năm hai năm mà là mấy chục năm từ thế hệ con cháu của bốn đại soái của hồng thái sư lại bắt đầu quân lính tản mãn nhất định sẽ bị thua thiệt bị đại sư huynh sư tỷ thực lực cường khi dễ cũng không có chỗ nào giải oan cho nên Học viên mới tiến học viện đều sẽ mau chóng tìm một đỉnh núi dựa qua. Theo con cháu quý tộc mà nói, thật ra trước khi tiến vào học viện, bọn họ đã quyết định được chỗ dựa vững chắc. Giống như là loại bốn đại soái này, dưới trướng của bọn họ đương nhiên có rất nhiều dũng tướng. Con cháu của những dũng tướng này nhất định sẽ theo hậu đại của đại soái tương ứng. Năm nay tình hình đặc biệt, học viện cũng mở ra đối với bình dân, cho nên 79 người này liền cần phải tự mình tìm chỗ dựa vững chắc. Không thiên lượng ngoại lệ. Trước đây Hồng Thiên Bộ ở trong học viện đã tăng thế lực của Hồng Gia lên tới một độ cao khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Hiện tại Hồng Thiên Lượng chỉ cần tiếp nhận là có sư huynh sư tỷ thực lực cường đại giúp đỡ. Chơi thật khá, Lăng Hàn thì thào, có người mắt không mở ra tay về phía ta hay không? Lăng Hàn tin tưởng vòng ánh sáng của cừu hận của mình nhất định sẽ phát sinh tác dụng, đưa phiền phức tới cho hắn. Nhưng hắn không sợ, trái lại còn coi đó là lạc thú. Chỉ có điều, điều này còn không có hiệu lực, Lăng Hàn liền bị kêu ra ngoài. Mới ngày đầu tiên tiến vào học viên, theo thường lệ sẽ có một lần phát biểu. Tất cả mọi người bị gọi đến trường luyện võ, ở đây đều là đất cát, cho dù là cực cốt cảnh đại chiến cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành phá hủy. Cùng lắm thì sau đó lại lấp cát lên lần nữa là được. Học viên mới cũng không chỉ 79 người, mà là có chừng 100 người. Bởi vì còn có học viên mới của hoán huyết cảnh, không cần sàng lọc, trực tiếp tiến vào học viện. Liên kỳ chủ, ánh mắt lang hàn nhất thời sáng lên, hắn thấy được liên tuyết dung, liên tuyết dung cũng thấy được hắn, nhìn về phía hắn gật đầu, nói. Ta biết, nhất định lại nhìn thấy được người ở chỗ này. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tuy rằng hắn tin tưởng thực lực của Liên Tuyết Dung, nhưng thú chiều lúc trước thật sự khủng khiếp, hắn tất nhiên vẫn còn có chút lo lắng, cho tới bây giờ nhìn thấy được Liên Tuyết Dung, hắn cuối cùng mới yên lòng. Hai người chắc là hai người huyền thanh kỳ duy nhất sống sót. Nói tới tình hình lúc đầu, cả hai đều vô cùng thổn thức. Lăng Hàn, có người đã đi tới, đó là Thác Bạt Thiên Hoang,